đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú lành thai Uttamang ghê na quanh đê hăng ba đa phăng xung và ruột tam ăn buốt thầy vô khả lì tô đô sơ buốt thâu Cà mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Ca tội lỗi mà con đô y phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cho được vị tăng và răng thầm mê vô khá đi tô đổ sô thầm mơ cả mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cho được vị thọ tâm ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô khả mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Tô Atta Lạt Thô Sư Thị Tô Vô Nô Vô Tha Sa Sa Nê A Rô Gô Sư Thị Tô Hô Y Sa Hạ Sa Bế Nha Thị Phi Sa An Tha Lạt Tha Sư Thị Tô Vô Nô Vô Tha Sa Sa Nê A Rô Gà Sư Thị Tô Hô Y Sa Hạ Sa Bế Nha Thị Phi Tê An Tha Lạt Tha Sukhita Vruna Bodhasa Sane Aroga Sukhita Ho Thasaha Sabbe Hị Nhà Tị Phi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thai, ước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh. Nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoàn tam sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cu sa la cầm măng cách tập băng ký đi dặn mà cả dê na quả cha mà na sa đa sê sư ga tăng ca tăng dê sa ta san nhị nô a thị dê cho sa ta a san nhị nô ca tăng buồn nhà pha lăng mày hằng sáp bê pha ghi pha hoàn tự tệ dê tăng ca tăng sư quý đi tăng điện năng bên nhà pha lăng mà già về cho ta thành trả nhanh thì để qua gánh to nhị dê để giúp sắp bê lộ cầm thì dễ sát ta chỉ hoàn ta hà ra hệ tu ca má muộn năng phô cha năng sắp bê lập hoàn tu mà má chê ta sa tiệt hữu căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà
chư thiên phàm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an a vương con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ đời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Ha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Điêm và tất cả anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý vị có thể chuẩn bị câu hỏi để đưa bàn tay lên chết chát. Hôm nay có Vinh Minh Tâm vào room mà Vinh Minh Tâm có thời gian làm thị giả cho ngài thì Nhật Quỳnh kính mời Vinh Minh Tâm nha. À, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Ta Sa. Ramma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma phê riêng ni na dan cha ka yang su tan cha bang thang a phi tham ma chậm mang a cơ ta dan to ta tu sat da đăng đăng bap bơ tha này dễ ba đi xa và mặt trên phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc dài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh người khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi thính pháp được an vui tiếng bác. Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ.
Nam mô Tát xà Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Tát xà Nam mô Tát xà Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Tát xà Nam mô Tát xà Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Tát xà Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hề Giả Kính Thưa Chư Cực Sinh Nam Sinh Nữ Trong Đạo Tràng Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy Gia. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Dạ, không biết Đạo Tràng có nghe rõ tiếng của con không ạ? Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Chư Tăng Ni và kính đảnh lễ Sư Lữ Tông. Dạ, kính chào quý Phật tử. Dạ, hôm nay là thứ bảy ở bên Mỹ và chủ nhật ở Việt Nam. Dạ, thì chúng ta có thời Phật Pháp Vấn Đáp với Sư Lữ Tông. Dạ, xin mời quý vị quan hỷ nêu những thắc mắc của mình trong thời gian qua, để cũng là một cái đề tài để sư giảng dạy cho cả đạo tràng cùng học hỏi. Xin mời quý vị cứ mạnh dạn giơ bàn tay lên, giơ tay lên để thấy chữ One Mat đặt câu hỏi liền, rất là hoan hỷ. Kính bạch sư, đề mục quán 32 thể trược là đề mục thiền định, vừa là đề mục thiền quán. Con kính thỉnh sư Lữ Tông. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính bạch chư Tôn Hề Giả, kính thưa chư quý vị. Thật ra nó là đề mục của thiền chỉ đúng hơn, nhưng mà tại vì nó nằm trong cái phần niệm thân, mà thường thường một số đề mục trong phần niệm thân á, thì nó sẽ đi hai ngã tùy theo cái ba la mật của cái vị đó. Nếu cái vị đó trong quá khứ đã hành thiền minh sát nhiều, thì khi niệm tới cái bài mai thể trược này thì thường thường đó, họ sẽ dính vô cái nimic của thiền minh sát. Nhưng mà cái mà giúp cho cái nimic đó nó được nghĩa là có đầy đủ năng lực đó, thì cái định trong cái thiền ba mai thể trược này nó là một cái năng lực chính. Chứ còn thường đa số khi niệm ba mai thể trược thì thường đa số đều cái người mà trong nhiều đời kiếp hành thì chỉ nhiều hơn, thành ra bây giờ nó dễ. Tại vì trong ba mai thể của thể trược này thường đó, nó chỉ dính được cái chất đất mà thôi, còn về những cái niêm bích khác thì nó dính rất nhiều, có thể là cà xỉ ná, có thể là niệm bất giật bất tỉnh rồi nè, kêu là từ ba mai thể trược này. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Lữ Tông. Xin mời quý vị tiếp tục chúng ta tranh thủ đặt những câu hỏi trong thời gian đầu, nó có nhiều thời gian để trả lời hơn, đừng chờ đến giây phút cuối. Quý vị nào có thể mạnh dạn giơ tay lên để đặt câu hỏi trực tiếp. thì trong khi chờ đợi thì con cũng xin đặt ra câu hỏi để cũng làm đề tài cho đạo tràng. Thưa sư, thì trên thế giới số lượng người chết vừa qua thì được công bố cũng số rất là lớn và rất là nhiều một cách liên tục. Thì bản thân của con thì nghe thì cũng thương thương buồn buồn, nhưng mà nó không có đau khổ nhiều. Nhưng mà nếu mà có một người thân nào đó của mình á, thì tự nhiên cái niềm đau khổ nó sẽ rất 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 là nhiều. Thỉnh sư chỉ dạy cho con cũng như Phật tử là làm sao để chúng ta có thể bớt cái sự đau khổ khi mà người thân của mình qua đời. Bởi vì nghe tiếng hạ chết thì cũng buồn buồn vậy thôi, thật sự ra thì cũng không có rơi giọt nước mắt nào hết. Thì kính thỉnh sư giảng dạy điểm này.
Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tổ Mẹ Ngã Kính Thưa Chư Quý Vị. Vì lý do là đời trong đời sống hàng ngày mình dính mắc về thân nhân nhiều hơn, về những người thân, những người kế cận kia bên mình nhiều hơn, thành ra khi mà họ có chuyện gì thì mình dễ bị xúc động. Cái tình cảm đó, nó làm cho thường thường là cái người đó mất năng lực, không muốn làm gì cả, chỉ thích nằm khóc mà thôi. Thành ra cái chuyện quan trọng là một cái chuyện là mình có một số cái đề mục về thiền chỉ mà Đức Phật dạy mình hay nên quán xét thường xuyên và liên tục đó, thì nó giúp cho cái tâm mình nó bình tĩnh nhiều. Thí dụ như niệm về đề mục tử thi, hay nói tắng là đề mục chết chẳng hạn, hay niệm về những cái đề mục khác mà nó đưa tới cái sự mà bình tĩnh của mình nó dễ hơn là mình không có hành những cái pháp đó. Thì thường đó, đa số những pháp mà Đức Phật dạy nó đều giúp chuyện tay giờ những cái chuyện đó rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ thường mình sợ mất của, sợ mất đồ, lý do là tại sao mình sợ mất của, tại mình chết. Tại sao mình thương thân nhân mình buồn nãy, tại vì mình cũng sẽ chết, mình thấy người ta chết nó đánh thức cái đức tin của mình liên quan tới những cái đó. Nó sợ dây chuyền nó làm cho mọi người mình rất dễ mất bình tĩnh, rất dễ là có những cái triệu chứng không có đúng. Thành cái quan trọng là nên tập một số cái đề mục mà nó liên quan tới cho để cái tâm mình nó thấy chuyện gì cũng vô thường, chuyện gì cũng khổ được, cái chuyện gì cũng bất cứ chuyện gì cũng đưa tới một số cái điều kiện vậy, thì người mình nó rất bình tĩnh rất nhiều công chuyện, chứ không phải chỉ riêng người thân qua đời không. Còn cái thứ hai đó là tại vì cái tánh mình nó không có, thường thường là không có nhìn được vào cái sự thật của nó. Khi người ta muốn cái gì đó người ta mới, đa số báo chí nó liên quan, nó liên tục nó nói cái đó. Nhưng mà so với một năm chết một vài trăm ngàn người, cái chuyện nó rất bình thường. Nếu không có dịch thì cũng chết khoảng đó, chứ làm sao ít hơn nữa. Mình cứ nghĩ vậy đây. Cái gì coi lật chết ra để coi thời này người già nhiều hay là người trẻ nhiều, thời này người bệnh nhiều hay là người khỏe nhiều, thì những cái đó nó đều đưa tới tử vong đó. Nhưng mà tại người ta không có chuyện người ta bàn, hay là không có những cái gì kích thích cái điều đó, là nó tay đó. Và nó khi mình tin vô đó là mình hại mình, nhưng nói thế nào đó. Ví dụ hồi thừa xưa ở Việt Nam mình cũng biết rồi, mỗi lần nó tung cái tin gì ra nào mình cứ nhau mình lấy cái đó mình quên cả bao nhiêu chuyện, là nó mới khổ vậy. Bây giờ thì cũng vậy đó, cái đức tin con người ta nó không có đứng vững này ở những cái chuyện như vậy. Thành ra ráng cố gắng một tập để cho nó bình tĩnh trong mọi trường hợp, nó vẫn tốt hơn nhiều. Xin trả lời cho Vinh Trung Tâm vậy. Kỳ rồi có người hỏi về cái vấn đề này sáng nọ đó, chúng tôi là cái quyền mấy quyển sách liên quan về diệu pháp của ngài Tịnh chữ chữ nào mà gọi là cái mấy cái chữ mà người ta hỏi cả trong cái phẩm sông đối đó, nói về quẩn sông đối đó, quẩn sông đó, thì có cái câu là ru băng ru bạc cảnh thô thì là sắc quẩn phải chăng, thì đó là cái tướng tôi đã đọc theo cái lời dịch của ngài Tịnh sự, chứ chúng tôi không có đọc cái theo cái bản đó. Nó ngài Tịnh sự này chỉ là sắc là sắc quẩn phải chăng, thì đây là cái câu trả lời để tôi bớt câu trả lời cho quý vị thấy, để cho quý vị biết. Rồi chúng tôi sẽ trả lời. Mà theo sắc khả ái, sắc khả lạc, thì bây giờ đấy coi chữ sắc khả ái, sắc khả lạc này dịch từ đâu ra, thì cho quý vị thấy là trong đó nó không có cái chữ gì gọi là giống như kỳ đồ thì cái gì đó hỏi cả. Thành ra Bali đó, khi Bali mà Đức Phật trả lời, khi Đức Phật hỏi đó, ru băng ru bạc cảnh thô tỷ, sắc là sắc quẩn phải chăng, thì sắc khả lạc là sắc, nhưng không phải là sắc quẩn, chỉ có sắc quẩn vừa là sắc vừa là sắc quẩn, chỉ có sắc là gì đó vừa. Thì chỉ sắc khả ái, sắc lạc là bị giá ru băng xả tả ru băng, chứ không có cái chỗ nào dịch là kỳ rồi ra sắc mãn ý sắc gì gì đó. Thật ra chúng tôi không biết đọc từ đâu, chúng tôi không biết. Nhưng mà đây là nếu quý vị muốn tìm thì
vô trong web của Buddha trong phần di pháp mà bài của bản dịch của ngài Tịnh Sư đó, về sông quyền rồi này kem sông đều có cái những cái câu này ở trong cái không, thành ra hai cái chữ dùng trong đó là sắc thái và sắc thả lạc. Sắc thái là bị giá ru bằng, sắc thả lạc là xá thả ru bằng. Hai cái loại sắc này là sắc nhưng không phải là sắc quật, nhớ cái chuyện đó. Nam mô Bích Thầy giá. À, sa thú và con kính tri ân sư Liễu Tông. Sau đây có câu hỏi của chiếc lá mùa xuân. Kính thưa sư, khi mình cầu nguyện điều gì mà được linh ứng thì đó có phải là ngược với nhân quả không ạ? À? Chấm hỏi. Và con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư quý vị, thật sự ra khi mình cầu nguyện thì mình nói là nó được như cái điều mà nguyện cái đó đó, thì mình phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình được cái điều đó, chứ không phải là cái đó là luôn do sự cầu nguyện. Mình nhớ quý vị chuyện đó, quý vị cầu nguyện hay cầu xin bất cứ cái đấng nào đó không phải để được cái điều linh ứng, mà nên nhớ cái điều này. Khi quý vị hiểu quý vị nguyện cái điều gì đó, nguyện để làm gì, để quý vị được bình tĩnh đối xử đối phó với cái sự nguy hiểm đó mà thôi, chứ không phải ông trời ông thánh nào xuống giúp quý vị rồi quý vị theo quý vị thoát được cái điều đó là cái lời nguyện đó nó kinh nó đúng, không phải, không có linh ứng gì đó. Mấy lời nguyện nào không có linh ứng, nhưng mà thường thường cái người có phước đó, người ta nghĩ tới chuyện gì đó bên cạnh nó có cái nhân trong quá khứ là những cái phước báo họ đã tạo, thì những cái phước báo nó là động lực giúp cho quý vị đó thoát khỏi một số cái điều kiện nguy hiểm mà thôi, chứ không phải là do lời cầu nguyện. Nếu mà do lời cầu nguyện á thì nó không có đúng cái chỗ này. Rất nhiều người, ví dụ đi nói đi dịch viên cho nó dễ hiểu đi, rất nhiều người đi dịch viên cũng niệm danh hiệu của bà đó, kêu bà đó về cứu, chỉ một vài người được cứu là sao, còn bao nhiêu người thì chìm trong nước đó là sao, thấy không? Nó phải có những cái điều kiện gì khác hơn những cái điều kiện, nó không nên tin vào cái điều mình cầu xin cầu nguyện gì cả. Những cái đó chỉ giúp mình bình tĩnh trong cái trường hợp nguy hiểm mà thôi. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú và chúng con kính tri ân sư. Sau đây tới câu hỏi của Văn Mát. Bạch sư, nếu thời gian niệm thể trược mà ấn tướng màu đen phát sanh thì lúc đó phải chuyển qua đề mục ca sĩ ná đen, chấm hỏi. Ấn tướng đen đó không phát sanh ở tóc mà phát sanh nơi cơ thể bên ngoài của chúng sanh bên ngoài. Và con đọc không biết có đúng không, và con kính thỉnh sư Lửa Tông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tông, dạ kính thưa chư quý vị, hỏi cái này là nó hơi buồn sụp rồi đó. Cái ấn tượng đó nó phát sinh trong tâm của mình chứ không phát sinh ở ngoài tóc ngoài gì đó ha. Nhiều khi cái tóc đó có thể là cái tóc đó màu trắng không chừng, nhưng mà khi ấn tượng nó phát sinh có thể nó phát sinh theo màu mà cái màu đó do kinh nghiệm, có thể trong cái này hoặc trong tiền kiếp mình đã từng hành những cái pháp mà liên quan tới cái màu đó ha. Thì khi nó phát sinh nó phát sinh đó, chứ không phải là mình niệm tóc rồi nó phải ra màu đen, mà màu đen đó là từ đâu ra là kim trong đó là mình nghĩ không có đúng. Nhớ đó, bởi vì cái ấn chứng nó phát sanh trong lộ tình tâm mình. Thì dù mình nhìn tóc mình niệm tóc nhưng mà khi mình nhắm mắt lại đó, một số cái hình ảnh liên quan tới sợi tóc này hiện lên, nhưng mà chưa chắc là màu đúng ra màu tóc của mình, mà nó do năng lực của cái định. Nhớ cái đó, năng lực của bà đi cầm mát sa mà thí để cho thấy cái niêm mít đó. Thành ra nếu đó phát sinh ngoài những cái điều kiện như vậy thì có lẽ mình tưởng tượng nhiều hơn là cái đó là cái nó phát sinh do cái tướng trạng của cái tóc mà mình niệm. Thành ra thường thường đó, nhiều khi mình niệm mà mình không có ý, không mình niệm cái gì thì mình lập cái niệm, mà cái niệm niệm cho mình không có biết niệm thế nào. Thành ra phải học cho nó đàng hoàng, vô lực thành tình đạo rồi học cho nó kỹ càng phải niệm như thế nào, cái đầu cái tâm lúc đó nhìn cái kiểu gì mới được, chứ không phải là cái ngồi xuống là tóc hay là kê xả luôn mà nó khả năng ta phải vô cái lặp đi lặp lại vô hoài, cái tự nhiên thấy cái màu gì đó mình tưởng nó màu của tóc, phải nó phải là ấn chứng.
cái niết bàn đó phát sanh trong lộ trình tâm của mình đang hành thiền, chứ không phải là trong ở đâu đó. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kính trường sư Lữ Tông. Dạ xin mời quý Phật tử chúng ta tiếp tục và nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Quý vị có thể quan hệ mạnh dạng giơ tay lên đặt câu hỏi trực tiếp đến với giảng sư. Dạ thấy một bàn tay rồi, xin mời hạ lên nha. Dạ Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ sư Ngài Lữ Tông. Dạ thưa ngài, con có nghe, con có cái thắc mắc là con có nghe nói nhiều về chánh pháp nhưng mà có thể con không có hiểu sâu về, xin ngài con biết cái ý nghĩa của chánh pháp và nó có bao, nó có phân chia loại không ạ thưa ngài? Dạ con xin kính tri ân ngài, con xin trao mic lại. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch chư tôn ngài, giá kính thưa chư quý vị. Chánh pháp đó là phải dịch từ cái thầm ma mà một trong sáu ấn đức của pháp á. Cái ấn đức của pháp so khá tô phá quá ta thầm mô, đó thầm mô cho đó là chánh pháp. Thì cái chánh pháp đó nếu mà nghĩa là cao thượng nhất á, nghĩa là cái chỗ ấy, chỗ mà Đức Phật nói đó, nó có chính diện tức là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Nhưng mà theo chú giải đó thì nó thành 11 chuyện, là một chuyện là gì? Bốn đạo, bốn quả, một niết bàn là chính. Thì 84.000 pháp môn trong chánh tạng là 10 chú giải, mà là một nó là 11. Thì chánh pháp là có tất cả 11 chuyện đó đó được gọi là chánh pháp. Còn đi ngoài mấy cái khác đó không phải là chánh pháp. Thành ra nhiều khi mình nói cái pháp, cái gì cũng là pháp, nói cái đó đúng là đúng, ngoài giải pháp có chứ không phải không. Bởi vì nếu mình nói pháp là lời Phật dạy đó, nó chỉ có 84.000 bài mà thôi. Nhưng mà cao thượng nhất là bốn nợ, bốn quả và một niết bàn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ thưa ngài, con kính tri ân lời dạy của ngài, nhưng dạ cho con hỏi thêm về vấn đề chánh pháp. Vậy nếu mà có 11 quanh vấn đề đó thì pháp học, thì nếu mà nói về pháp học thì có ba tạng phải không ngài, là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Rồi nếu mà bốn quả thì mình nói có thể nói là nó là pháp hành không ạ? Còn niết bàn mình có thể nói nó là pháp thành, thì cái đó bao gồm lại cũng gọi là chánh pháp được không thưa ngài? Con kính được trao mít lại. Nam mô Bụt Thầy, giả kính bạch chư tôn ngài, giả kính thưa chư quý, pháp học là gì? Tức là những cái điều mà Đức Phật dạy trong cái ngày mà 1.250 vị tứ thánh tỳ kheo đó họp, thì thường hỏi là thế nào là pháp học? Sắp bá ba ba xa a ca ra năng cụ sa la sủ và sam ba đa sa chít tha ba ri yo đa ba năng hệ thằng bút tha ná sa sa năng. Thì sa sa năng đó là lời dạy hay là pháp học. À, tức là Đức Phật dạy bao nhiêu đó, thì bao nhiêu đó tại sao mình gọi là lời, tức là tóm tắt lời Đức Phật dạy được. Thứ nhất là sắp bá ba xa cả rê năng, thường thường mình dịch là không làm việc ác. Mình dịch như vậy đó, mình dịch được nhưng mà nó không đúng, bởi vì mình làm không có được. Chứ không đó, chứ không nó chỉ cho cái quả, chứ nó không có nghĩ, ví dụ mình nó không làm, nó chỉ cho quả, nhưng mà chỉ cho nhân được. Thì cái sập bá ba ba xà cả năng, cái đó là cái quả, chỉ cho cái quả. Thành ra cái nhân đâu nhầm, cái nhân nó nằm ở câu thứ hai đó. Đó. Và làm tất cả các việc lành, mình nhớ chuyện đó. Cái thứ ba mới giữ tầm trong sạch. Thì bây giờ làm tất cả việc lành là làm cái gì? Làm cái gì không biết, mà cái việc lành cao thượng nhất, người mình có thể làm được đó, chúng sanh có thể làm được đó,
là tứ thánh đạo. Đó là cái nhân. Nói đưa cái quả thì cái quả là cậu đậu, là không làm việc ác. Và tại sao? Bởi vì tứ thánh đạo nó đưa cái quả là tứ thánh quả. Mà khi người đó đắc tứ thánh quả rồi, người đó không bao giờ làm việc ác cả. Đó. Rồi cái điều thứ ba là sợ chịt tà bởi vô tháp bản năng để giữ làm tâm trong sạch. Mà có lẽ hắn này tâm bao giờ ông trong sạch cả, chứ không bao giờ ấy đó. Đó là hấp tất cả những cái điều mà Hoàng Phúc Hành Bồ Tát Thành nó nằm liên quan trong bốn cái cầu đó mà thôi. Ba cầu trên và cầu dưới. Cầu dưới là tất cả chư Phật đều giải có cái điều này mà thôi. Đó, đó là pháp học của mình và pháp thành luôn. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, sa thú và kính tri ân sư. Dạ, xin mời quý vị mạnh dạng lên giống như là cô Hà Hạ gì đây, dạ, không có dấu. Dạ, chúng ta mạnh dạng lên micro đặt câu hỏi quý vị. Dạ, thời buổi Internet toàn cầu rồi, dạ, chúng ta nên mạnh dạng một chút. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục qua. Dạ, yeah, thì trong khi không có ai hỏi thì tụi con cũng xin phép được đặt thêm một cái câu hỏi. Dạ, yeah, thưa sư, trong cái vấn đề mình nói đến sự chết, thưa sư, thì cái người của mình mà mình nói tới chết thì tự nhiên mình sợ lắm, thưa sư. Dạ, yeah, tức là thì bây giờ cái căn bản đầu tiên mà để mình suy ngẫm về sự chết đó, thì mình nên suy nghĩ nó từng bước như thế nào, thưa sư. Bởi vì có rất là nhiều người, người ta tức là ta kỵ nói đến chuyện chết, đừng nói mà suy nghĩ, tức là ai mà nói là người ta cũng không cho nữa. Thì thỉnh sư giảng dạy một số điểm nho nhỏ là coi như niệm cái sự chết này thì mình từ từ mình niệm như thế nào. Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tổ hoàng gia kinh thưa chư quý vị, muốn biết ngày bữa nào thì đã nói nhiều lần vô độc thân tình đạo là nó có đầy đủ hết trơn, nếu mình phải học thì nó cho nó quen thuộc rồi, chứ còn bây giờ hỏi mà nói cái 5-10 phút mà biểu bây giờ có muốn cái gì cũng không được. Ví dụ như bây giờ đó, thường thường đó cái con người mình nó người nói về quý vị có thể hiểu nữa, có mấy chuyện thôi chứ không có nhiều. Thì mình thường thường mình muốn quan sát thì quan sát mấy cái đó. Thứ nhất tuổi thọ, thứ hai là bệnh, thứ ba thời gian, thứ tư là cái nơi sinh sống, rồi thứ sáu là cái nơi mình phát sanh, nơi mình sinh ra đó. Lắm thì hỏi nghĩa là cái tuổi thọ của mình đó, mình có chắc chắn bao nhiêu tuổi mình chết không, đại khái vậy đó. Còn cái bệnh mình có chắc chắn mình cả đời mình không bệnh không, hay là bệnh nó phải làm sao đó. Cũng như cái thời gian căn quanh khương, cái gì đó mình có đúng biết chắc chắn là 10 phút nữa đây đó, cái kiếp sau hay là cái ngày mai tới trước. Bây giờ chỉ cần cái câu hỏi đó thôi, đó, chỉ cần cái búng ngón tay, ngày mai tới trước hay là kiếp sau tới trước, thấy không? Có những cái rất là vô thường, thấy không? Thành ra có nhiều cái đó. Mà nếu mà bây giờ mình cứ nghĩ rồi cái thân này lỡ mà nó dính trong những trường hợp tắc thở bất tử, lúc đó mình đang ở nhà ngoài đường, ở trong nhà, hay là mình đang du di với cô nào quẹo lại đó, thí dụ vậy đó. Đó rồi khi mà mình tắc thở rồi đó, mình không biết mình lên xuống như thế nào, nếu mà tâm mình không trong sạch thì đại khái có những cái mà mình cứ suy nghĩ hoài để cho nó làm mất cái sự sợ hãi của mình đi chứ. Còn nếu mình không suy nghĩ mấy cái đó là chắc chắn là bởi vì tất cả cái điều đó đó liên quan tới cái thân này mình không có biết được, không thể nào mình nói mình biết được đó. Biết chắc chắn là mình chết giờ nào, xem trong nhà nào, mà nếu mình nói nghĩ tới chết kia trong mà nó không có cái chỗ để mình dựa đó, thì chắc chắn một điều là mình sợ là phải rồi. Nhưng mà có cái rất là, chúng tôi nói thật chứ, rất là nghĩa là vô duyên, là nếu mình sợ chết mà nó không chết thì mình nên sợ, chứ mình sợ nó cũng chết mình sợ làm gì, thấy không? Đó. Nên đó mình sợ nó cũng chết thôi, mình ráng mình tìm cái việc thiện việc gì mình làm để sợ để cháy chứ. Chừng nào mà cái chuyện đó đó mà mình sợ nó không xảy ra thì nên sợ,
chứ cũng sợ nó vẫn xảy ra, sợ là vậy. Ví dụ như dịch bệnh dịch của mình, dịch mà sẩm Vũ Hán này là mình sợ nó lây. Nếu mình sợ lây nó không lây thì nên sợ, mà mình sợ nó lây rồi mình sợ chi nữa. Chừng nào nó lây lây, chừng nào nó tới thì tới, chứ mình nguyện khi nào mày tới gặp tao thông để mà về tay không đâu, đừng sợ. Chứ mất nhiều mấy giờ sợ nó, cái chuyện mà mình suy nghĩ những cái nhân quả như vậy đó, làm cho người nó bình tĩnh trong mọi trường hợp. Thì cái dầu rằng có tắc thở lúc đó, cõi ăn vui vẫn chờ đón như thường. Chứ còn nếu mà mình cứ tối ngày cái suy nghĩ đến nó rồi mình rung, mình sợ không dám suy nghĩ, nghe ai nói tiếng chết rồi bỏ chạy không dám đứng gần, chi vậy. Tiếc sao dạy cũng chết đó, không ai sống đâu mà sợ. Trong rung này đó, ai chúng tôi biết chứ, chúng tôi với ngài trưởng lão chủ rung là nghĩa bằng gần trời xa đất rồi, nói cho quý vị biết trước. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thú sa thú. Dạ, con kính trình sư xưng. Dạ thưa sư, tại sao giữ giới phải có nguyện trước mới có giới? Còn nếu mình có tâm giữ giới mà mình không nguyện thì có giới thì không có giới ạ? À? Chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Bởi vì cái giới của mình nó thuộc gọi là giới samadana, cái giới mình nguyện chứ không phải là cái giới tự nó có. Giới mà tự nó có chưa bất tánh thôi, còn giới mình là mình phải nguyện để mình giữ, giữ được nó mới có, còn giữ không được nó có làm chi. Quý vị cái đọc cái câu Pali về tiếng Việt tôi gọi bà na tỳ bà ta uê đắm anh ni sĩ khả bà năng sa ma tí già mí, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. Mình nguyện thôi đó, nguyện mình đang làm đó, bởi từ xưa giờ mình không có giới rồi, giờ mình sẵn dịp gặp những trường hợp giờ mình nguyện mình xin giữ, là giữ cái nào cố ý tránh xa, chứ mình không thể mình nguyện là phải có giới mới được. Nếu mà nguyện phải có giới thì nó sẽ có hay không có. Mình nguyện có người nào mà nguyện con nguyện giữ giới không sát sanh không, mình nói về mình là mình không biết về về giới đó. Có cố ý tránh xa sự sát sanh, mà khi gặp trường hợp mà mình tránh xa được cái giới nó mới phát sanh. Thành ra mình nguyện xin giữ giới chưa chắc là người giữ giới. Rồi khi mình cố gắng mình giữ giới chưa chắc là người có giới, bởi vì chưa gặp trường hợp để thử thách để coi mình có tâm chuyện, mình có phạm hay không. Thành ra nên nhớ chuyện đó, xin giữ giới chưa chắc là người giữ giới, mà đang giữ giới chưa chắc là người có giới, thì nhớ chuyện đó. Thành ra cái thế giới đó mình mới gọi là nguyện, mình nguyện mình xin giữ cái điều đó, mình tránh xa chứ không phải giữ gì đó. Cái câu người ta dịch rõ ràng rất là đúng là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, chứ không phải con nguyện giữ giới. Không có giới đâu giữ, mình chưa có giới giữ giữ gì. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ sa thú sa thú. Dạ kính tri ân sư. Dạ sau đây thấy quan ngát bạch sư, xin sư giải thích từ quý bát sa na thú ra. Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính chư sư quý vị. Chư bạch sa na thú ra, quý bạch sa na đây đó, quý là thấy. Bạch sa na là mình làm sao để mình thấy một cách rõ ràng hơn những cái điều kiện mà Đức Phật dạy. Thu ra là phần sự, nghĩa là phần sự của ông sư đó, nghĩa là cho tất cả chư hàng tới chúng với hai chuyện thôi. Thanh thạ thu ra tức là học, quý bạch sa na thu ra làm theo cái điều mình đã học, tức là hành. Thì làm theo cái điều học mà Đức Phật dẫn dạy từ đầu đuôi cho tới ngày Niết Bàn đó, tức là hãy cố gắng giữ và có niệm, tức là bài nghĩa là hành những cái điều được đặt ra trong bài kinh tứ niệm xứ. Thành ra cái người hành tứ niệm xứ tức là cái người đó đang làm cái quý bạch sa na thú ra. Còn nếu mà mình không có hành tứ niệm xứ, tức là một trong những cái điều một đó thì mình không có làm theo lời Đức Phật, nên ngày dạy mình là phải làm cái chuyện đó mà mình không có làm,
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào Đạo Tràng. Dạ cảm ơn Huynh Minh Tâm. Dạ kính thưa Ngài, con có một câu hỏi ạ. Dạ thưa Ngài, khi mà nói về giới đó Ngài, thì cái bát quan trai giới, có một lần con có nghe một vị giảng là thí dụ bây giờ tối trước khi mình đi ngủ đi, thì thường là mình ngồi thiền hay mình xin giới đó, thì mình có thể là xin giới bát quan trai giới từ khuya nay cho đến sáng ngày mai. Như vậy thì nó có đúng không Ngài? Tại vì con nghĩ con tưởng là nếu mà mình xin bát quan trai thì mình phải là nguyên một ngày từ sáng sớm đến hết ngày đó. Dạ con kính dâng mít cho Ngài để Ngài có thể chỉ dạy rõ cho con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ con kính tri ân Ngài ạ. Nam mô Bố Thà, dạ kính Bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chị quý vị. Giữ quá con trai rồi giữ một ngày một đêm chứ làm sao giữ nửa chừng được. Nửa chừng rồi. Tức là sáng người ta sáng trước khi mặt trời mọc người ta đã sẽ bắt đầu sinh rồi. Xin cho tới mặt trời mọc ngày hôm sau người ta mới xả rồi. Xin làm cho đúng. Còn nếu mà mình muốn giữ giới để mình trong sạch, mình sợ nửa khuya mình làm mình ngáp ngáp cái diêm dương kêu đi xuống rồi mình giữ ngủ giới nó cũng là được lột nhân thiên chứ mất gì. Thường thường đó mấy ở mấy cái nơi mà nó làm đàng hoàng đó, nghĩa là để cho người đó vừa có giới vừa kính trọng cái giới của mình hành đó. Họ bắt 24 tiếng hồ ra ở trong chùa chứ không có cho về. Về mình con người mình có nhiều quá thật lắm. Về tới nhà tối này, nằm lên giường mà con nó mở karaoke ở bên phòng nó mà dẫn qua là mình cũng ẻo queo lại như thường. Chứ không phải là giữ, mình nhớ là ngủ giới giữ xong rồi giữ bắt mạng rồi nhà sẽ nó rụng rợn quá. Giữ ngủ giới đi, rồi trước khi ngủ đó phải quán xét từ sáng giờ mình phạm nào xin lại một giới đó thôi đó. Còn mình giữ bát quan mà mình đứt hay hư một giới là nó còn thành, mình xin lại giới đó cũng được, nhưng mà nó chỉ còn 8 giới thường chứ không phải 8 giới bát quan. Giới bát quan nó có giới thường, 8 giới thường nó khác, 8 giới bát quan nó khác. 8 giới thường quý vị thấy tu nữ ở Thái Lan ở Miến Điện là giờ giữ 8 giới đó, 8 giới thường, nghĩa là không có gắt gao giống như mà 8 giới bát quan, 8 giới quan là đầu óc luôn luôn là phải nghĩ tới 8 giới đó. Mình không có ta cái quý đó ti chê tà na trong 8 giới đó là không khéo mình cũng có thể là hư cái giới này như thường chứ không phải giỡn đâu. Giới bát quan nó rất là khó khăn chứ không phải nó dễ như mình ngồi mình nghĩ ôi cái đó tầm thường xin đi không phạm được rồi. Cái đó là không đúng. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thú con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con để con chúng con được hiểu rõ hơn về giới. Dạ Nguyên Trang thấy bàn tay của Hà, Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Hà nha. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Thầm Mài, nam mô Sàng Khai Giá. Dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm. Dạ sẵn Nguyên Trang có hỏi về vấn đề bát quan trai giới đó thưa Ngài, thì con có đọc trong sách thì có sách thì nói là có thể xin giới bát quan trai giới nào cũng được, không hẳn là phải ngày rằm, thì con vẫn chưa có hiểu thông rõ cái vấn đề này, xin Ngài giải thích cho con là con kính tri ân Ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính Bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chị quý vị. Thì người ta xin ngày nào cũng được chứ đâu có ấy vậy, nhưng mà đây thường thường đó ngày rằm là cái ngày mà giới của Chư Tăng nha. Ngày giới của Chư Tăng, thành ra trong chùa thường là Chư Tăng có nhiều cái hoạt động mà giúp cho cái người vô chùa đó có thể học hỏi dữ dội nó dễ dàng đó. Chứ không có giống như mấy ngày khác, vô ngày bình thường mình vô mình xin giữ bát quan
thì dĩ nhiên ở trong chùa người ta vẫn chấp nhận cho mình giữ, nhưng mà giữ đây mình có làm gì đâu. Nếu mình là người xa cơ nó là khác, xa cơ giống như xa cơ đâu, xa cơ còn biết chút chút, xa cơ biết vậy rồi mình không làm cái đi tới luôn nhịp nhịp và nhiều nhiều nổi hứng là ca giọng cổ nữa không chừng, thấy không? Thành ra ta cần nhờ cái ngày thường thường ngày đó đó, ngày đó chưa tăng thọ ta tụng giới bổn chưa tăng, rồi có thuyết pháp, có giảng đạo rồi này kia chưa tăng, mà ngày đó là không có đi đâu ngoài trời ở trong chùa, mình có cơ hội mình lân la hỏi pháp Phật pháp với chư tăng hay những điều thắc mắc về Phật pháp này kia mình hỏi. Chứ còn ngày thường chư tăng ta đi học đi đồ, mình vô đó mình xin thọ tông bát quan rồi mình ngồi trong đó mình ngồi cứu rủ có ngại gì không? Bởi vì mình đâu phải là thứ thiệt đâu. Nếu mà thứ thiệt thì thôi, muốn ở đâu được, giờ nào cũng được. Người ta sao phải vô chùa là vậy? Thành ra thường thường đó, quý vị thọ bát quan trai cái câu quý vị đọc đó, đó. Xin giữ trọn ngày nay đêm nay không phải à? Nó có điều kiện chứ không phải không? Còn ba tám giới thường thì khỏi. Tám giới thường thì tối ra quán lại đức cái nào xin lại cái đó thôi. Còn giới bát quan là nó phải có điều kiện đặc biệt là nằm mỗi cái thai vậy. Dạ sa thú giờ kính tri ân sư. Sau đây con thấy Giang Nhất Hạ bạch sư, sẵn nói về đề tài chết, xin sư giảng cho con hiểu rõ hơn về việc làm ma chay cho người chết. Nếu làm lớn, có nhiều sư tụng niệm và tặng vòng hoa thăm viếng, hoặc là làm đơn giản quả táng và làm bố thí hồi hướng cho hương linh đó. Làm như thế nào là tốt cho người quá cố ạ? À? Tri ân sư, dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Người đó vừa tắt thở là họ có cảnh giới của họ rồi, mình biết họ đâu rồi mình làm mà chạy làm này làm nọ giờ đó. Mấy cái điều thì về sau đó này ta bày ra. Thi kinh được Phật dạy cho cái gì dạ kính thưa sư, dạ trong room của chúng con hết nghe, dạ không biết sư có còn nghe con nói không ạ? À? Dạ nếu sư có nghe được con nói dạ thì con kính thỉnh sư tiếp tục ạ. À. Nghe là hello, nghe lại chưa? Anh đâu bây giờ đó, thí dụ như bây giờ đó, người đó tắt thở xong là có cảnh giới liền, mình đâu có biết cái cảnh giới đó đâu đâu, mà cái người cảnh giới đó chưa chắc thì họ trong 31 cảnh giới chỉ có một cảnh giới thì nhận được mà thôi. Mà cái người nhận đó, đó là người phải biết tùy ý phước báo kiếp này là bao nhiêu chuyện mà. Hello, nghe lại chưa? Rớt nữa rồi. Hello, về nghe lại rồi không? À, cái phần trăm nó không có nhiều. Đó, nhưng mà mình cũng nên làm, bởi vì mình làm đó, cái phước không tới họ thì cái phước đó nó thuộc về mình. Chứ nó không có đi đâu mất cả. Đó. Thành ra cái chúng tôi đó, theo chúng tôi khuyên quý vị đó, vị nào cũng nên làm phước để dành.
sẵn này. Cái đó mình đã cái chuyện mà người ta cho phước mà không biết cách xài đó thì cũng không nhận được. Mà không phải ai cũng biết cách xài. Chúng tôi cái từng thí dụ đó, cái anh và có cái anh đó, anh có hai ông cha với ông mẹ rất thích ăn đậu phộng rang. Đậu phộng rang, rang cứng. Cái lúc đó anh có việc đi làm xa, thì năm hay năm gì đó không biết đó. Thì khi mà hết việc làm đó, cái anh về cái sực nhớ tới cha mẹ của anh đó. Anh mới mua 2 bịch đậu phộng rang để cho ông già bà già biết, ông già bà già thích cái thưởng thức cái món đó. Nhưng mà cái điều anh quên rằng hồi anh đi, ông già bà già ăn có còn đầy đủ chứ. Bây giờ ông già ăn có, ai ông già rụng mất tiêu hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái nấu không à. Về anh vô anh gặp ông già, anh đưa anh nói còn biết bố thích cái này. Đậu phộng rang còn mua đem về để biếu cho bố. Ông già ông chửi vòng trận, ông nói mày ngu chưa vừa thôi. Tao hôm nay bao nhiêu tuổi rồi biết không? Răng tao rụng không còn cái mà đưa đậu phộng rang cho tao nhai. À, kể cho ông không được gì hết. Ông có đem cho bà già, ông đưa, hắn đưa bà già, ông cũng nói vậy. Bà già bà hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Bà nói giàu rằng con mình khờ quá, nó không biết mình trong này rụng hết răng. Nhất cái tấm lòng của nó đối với mẹ nó vậy là người con này cũng tốt quá, quá tốt. Thấy không? Bà không được đậu không rang để ăn, nhưng mà ít nhất cái tâm bà đó, nó cũng là cái thiện pháp, tức là bà cũng tạo được cái phước báo như thường. Đó, thấy không? Thấy rõ ràng vậy chưa? Đó. Chứ còn đâu ấy, chứ đâu phải là mình làm do cái nghi thức vậy rồi ta nhận được đâu. Mình nói chuyện đó. Thành ra tốt nhất là kể từ khi cha mẹ còn sống nhà, cha mẹ hết đi làm rồi già đó, mình nên dẫn cha mẹ đi tới những cái nơi để tạo phước báo. Rồi khi cha mẹ mà thấy già quá rồi không ấy, rồi mình nhắc lâu lâu, mình nhắc lại những cái phước đó. Ngày xưa bố mẹ đi đó, bố mẹ có nhớ những cái chuyện làm vậy vậy không? Để cho ông bà quan hỷ, những cái lúc nghề trở cần tử mình nhớ tới phước báo là cũng giúp mình nhiều hơn là mình mua cái này hết cái đồ đạo lương mỹ vị đó, mình cúng ấy rồi ai ăn. Mình ăn cho ai muốn ăn, nếu mua ăn cho mắc gì mua rồi bộ cúng cha cúng mẹ đó. Cái đó nó không có lợi gì cả, nên nhớ vậy đó. Nên là phước để dành trước, không nên chờ phước của người khác hồi hướng cho mình. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, sa thú và kính trang sư. Dạ, sau đây con thấy hàng tử thưa sư, vậy họ chết 20-30 năm, mình có cần làm đám giỗ không? Họ có nhận được không? Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Phật Tài. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, muốn làm đám giỗ cũng được, nhưng phải biết cách làm. Mình mời chư tăng tứ thiệt, cái chư tăng mình lại mà ea rồi tụng ba kinh. Mời mấy cái ông gì mà ở Tây Phương Cực Lạc về tiếp dẫn đạo sư gì đó, vậy thì không có giúp gì được hết. Mời ông Tứ Thiệt tới, ông dạy cho mình làm thế nào để có phước báo để hồi hướng cho những người đó. Bởi vì đối với mình 20-30 năm nhận ở cảnh giới khổ, thì gọi là cảnh giới khổ, cảnh giới ngạ quỷ thì nó không có lâu, không có bao lâu được. Thành ra những cảnh giới đó nó sống cái khổ khởi rất lâu, bởi vì họ không có cơ hội tạo phước báo. Mà không có tạo phước báo thì mà mình không có người, mình không có làm gì để mình hồi hướng báo cho. Mà mình hồi hướng phước báo đâu phải nhờ người có năng lực, người ta về dẫn dắt mình làm. Thì mai ra họ nhận được cái đó thì họ mới đi rời cảnh cũ ở chai với chừng năm. Ở cõi mình thì nó nhiều, chứ bên mấy cõi khác nó chút xíu à, búng lại à. Thành ra cứ làm, nếu mình nhớ cứ làm. Nhưng mình nên kiếm những cái vị mà tu hành đàng hoàng, biết tụng biết lệ là cái em dùng, người ta hướng dẫn mình thì cái đó nó mới có kết quả. Mỗi ngày một cái tụng kinh mời ông nào đó không biết, ông cái ông mà ông hứa cho mình về Tây Phương Cực Lạc đâu, cái gì cái Tây Phương Cực Lạc là đâu không, tức là lạc tới phương Tây Cực thấy mẫu thân luôn, cũng như không. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Sangkhaya. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính đảnh lễ ngài Lưỡng Tông. Dạ, thưa ngài, con cũng có câu hỏi nó hơi liên quan đến cái vấn đề nãy nói về chết. Con thấy đa phần Phật tử có người mà sắp ra đi tới, thưa ngài, hay thỉnh các sư về hộ niệm, mà con thấy nhiều khi cái người mà sắp mất á, thưa ngài, không có tin về không mấy đi chùa, có nghĩa con nghĩ chắc cả đời chắc một hai lần, rồi không có tin lý nhân quả, thì cái sự hộ niệm mà các sư mà cũng không đọc kinh nhiều, thì khi mà cái sự hộ niệm của các sư á, thì con không biết là nó có cái tác động mạnh hay không, và nó có lợi ích không, tại vì ngay cả khi họ đang sống khỏe thì không có đi chùa, không có nghe kinh, nhưng mà đến gần mất thì mình lại đè người ta để mình cho nghe, thì con không biết là cái nó có hợp lý không, thì con có cái sự thắc mắc. Vậy thì kính sư có thể giảng dạy cho, nếu mà mình có người thân mà không có đi chùa thường, không có tin đó, thưa ngài, thì khi lúc mà sắp ra đi thì mình nên làm gì ạ? Có nên thỉnh các sư về, và có phương cách nào không ạ? Dạ, con kính tri ân ngài, con xin trao mất lại. Nam mô Phật Thầy ạ, kính bạch chư tôn này, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nếu mà thỉnh được chư tăng đó thì cũng được, cũng tốt chứ quay không. Nhưng mà kết quả thì không có nhiều. Tốt là tốt chỗ nào? Ít nhất là cái tăng tướng của ông sư cũng giúp cho cái người đó nó có cái niềm tin tốt. À. Nhưng mà với điều kiện là người đó cũng phải biết chút chút về đạo pháp, chứ còn không biết thấy mà con mà nó mệt nó sư đông quá, chắc tốn tiền dữ à, lúc đó là chết nữa. Cứ nghĩ là con mình nó tốn tiền là nổi sau đó là cũng cái tâm bổn sản kiểu đó là không đi xuống rồi đó. À, bởi vì cái người mà sau sắp mất đó, nếu họ còn tỉnh, còn sáng suốt thì có thể mời ai cũng được. Nhưng mà nếu họ không còn đủ sáng suốt, đủ tỉnh táo thì mình có mời cũng vô ích thôi. À, bởi vì cái lúc đó mời cái thường thường đó, cái đối tượng mà trong cái lậu cận tử của họ là do nghiệp hết, chứ không có phải do ấy. Người ta còn tỉnh thì có hai cách mời. Mình ở gần cái chùa đàng hoàng chút, không mời ông sư đàng hoàng chút thì cũng nên. Còn nếu không thì mình mời những cái người nào từng thân cận với người đó, họ biết cái chỗ nào người đó thích, chỗ nào người đó ấy, hai người thường thường tâm sự nói những cái chuyện gì đó, thì lúc đó mình nên nhắc nhở để cho họ đừng có những cái tâm mà sợ chết, những cái tâm này nọ nó đừng phát sinh. Đó, mình kể những cái chuyện mà ví dụ như cái người đó thích một cái chuyện từ hồi xưa là nhớ gặp cái vị sư già đó, cho cái gì đó thực Phật gì đó, nhớ cái đó thì nhắc nhở cái đó, thì cũng làm cho cái tâm họ có sự quan hỷ thì nó làm. Chứ còn nếu ông mời với cái ông nào ấy, quý vị mà nhớ đó, quý vị đọc lịch sử Đức Phật đó, thấy cái chỗ nào mà Đức Phật kêu ông sư xúm nhau lại tụng kinh cầu an cầu siêu dài không, ngay cả ngày đắc đạo và ngày về đó, vua Tịnh Vạn Binh như đó, ngày kiếm người ta tụng kinh cầu an cầu siêu cho vua Tịnh Vạn không, thấy không, đâu có đó. Còn nếu mà bình tĩnh thì cũng nên kêu tụng kinh, tại vì có những cái người ta có nhiều cái phước đó đó, người ta kêu tụng kinh rồi đó, cái quý vị chúng tôi nhớ trong kinh Pháp Cú hay kinh gì đó, cái vị mà nằm lim dim nghe bác sư tụng đã qua làm lim dim dim vậy đây, chư thiền tới tao mắt kêu đi ông điểu ông biết về đi, vậy thì bác sư về hết, bác sư tưởng đuổi mấy ông á, đó thấy không, mấy người có cái lợi ích như thường chứ không phải không đó. Nhưng bởi chứ người đó phải có tâm thành đối với Phật pháp, biết cái đích biết chút chút nha. Còn mình thì chút chút cũng không biết, nhiều nhiều cũng không biết nha. Mở miệng ra thì kể tên kinh này kinh nọ này kêu sùng, nhưng mà trong cái room này chúng tôi vô lâu chúng tôi biết, chúng tôi thường thường nói là quý vị nghĩ thế à, ông chủ room là một vị ông sư già 4 giờ khuya thức dậy, cùng room cùng mở room này cho quý vị học hỏi,
Mọi người cũng thường nhớ lại cái Đức Phật dạy, học qua chiêu phong kinh phong phú, học xong trả lại hết. Thấy không? Là cái người có lợi là cái ông già 46 thức dậy ngồi cứu rủ với chào quý vị vô đúng rồi. Không có gì có được gì hết. Bởi không có thèm nhớ đâu. Không biết học để làm gì. Cái, bởi vì cái, những cái lời mà sư Chư Đức dạy cho quý vị đó, nó là lời của Đức Phật. Thành ra cái đó là Phật ngôn, quý vị nhớ thì là quý vị duy trì được giáo pháp. Còn quý vị không nhớ tức là quý vị đã làm cái chuyện vô ích, mà không khéo nhiều khi còn xúc phạm đến Đức Phật, chứ ngoài không nào ra ráng học và nhớ thì đó, nhớ lúc nào có dịp đem ra hành, chứ đừng học để đi nổ thì không có nên. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, sa thú, sa thú, sau đây con thấy bạn Mật đặt câu hỏi bạch sư. Trong lúc quán 32 thể trượt, giả sử như niệm tóc, lông, móng, răng, da mà phát sinh ấn tướng của tóc, nếu ấn tướng đó là ấn tướng vật thực thì vật thực tính pháp. Dạ, con đọc không biết đúng không? Như vậy chuyển qua thiền quán chấm hỏi, hay tiếp tục niệm đến các tầng tiền sắc giới, hay đến cận định chấm hỏi. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị, quý vị tới tiệm trần thiện nào nhờ ông thiền sư, ông dạy mình thiền rồi ông theo dõi trình pháp với ông nha. Ở đây chúng tôi chỉ nói những cái gì mà bây giờ tổng quát mà thôi. Chúng tôi không có phải là thiền sư mà chúng tôi cũng không có chủ trương để dạy những cái điều mà liên quan tới thiền. Bởi vì thiền nó mà đi đúng đường thì phước báo vô lượng, mà đi trật đường thì bất phước, thì cái hậu quả bất khả tư nghị. Giỡn như cái gì, giỡn như thiền không có được. Tìm ông thiền sư thứ thiệt. Thành ra khi ông dạy cho quý vị đó, quý vị hỏi hay tịch trình pháp gì đó thì điều đó chắc hơn, không sợ lạc thiền, không sợ tầm bậy. Còn ở đây chúng tôi không biết quý vị là ai, mà là những cái gì mà tương đối phổ quát phổ thông chúng tôi nói sơ sơ quý vị nghe thôi, chứ còn không quý vị mai mốt là thành hành giả họ tôn hay ai chịu trách nhiệm. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, alo, alo ạ. Alo, dạ, dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin Ngài hoan hỷ giải thích giúp con về giải thích lại giải thích cho con về về cách chi của việc mà giữ giới bát quan và của ăn sái giờ đó thưa sư. Thì con cũng không biết đó là ăn sái giờ có nghĩa là hồi xưa nói là mặt trời mọc, mà con cũng không biết là nếu tính bây giờ thì mặt trời mọc là như thế nào, hay là mình tính theo đồng hồ. Rồi cái vật thực mà ăn trong giờ con cũng chưa hiểu lắm. Rồi cái đã ăn khỏi cổ con có nghĩa là sao? Rồi cái ngày hôm sau khi mình thọ bát quan trai thì phải là một ngày, thì ngày hôm sau là lúc mấy giờ mình được ăn trở lại thì mới có phước báu. Dạ con xin Ngài hoan hỷ giải thích lại giúp con ạ. Con chưa hiểu vấn đề này. Con kính tri ân Ngài. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ huệ, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó là chỉ sái giờ đây đó, tính theo cái giờ mà những cái điều Đức Phật chế định đó là cái giờ ở các xứ mà giống như Thái Lan, Miến Điện rồi này kia, nó ngang ngang với Ấn Độ thì đúng, chứ cộng mình là theo đồng hồ cho chắc ăn, tức là đứng bóng của mình đó. Nhưng mặt trời mà nó chiếu bên đầu mà xuống đè cái bóng là quá đó là không được ăn, quá đó là ăn sái giờ.
Nó bắt đầu từ mặt trời mọc. Mặt trời mọc là như thế nào? Nhiều khi bữa có mây sẽ biết mặt trời mọc. Mình xè bàn tay ra, mình thấy chỉ tay là bắt đầu được. Bắt đầu dùng được. Bữa trưa là đứng bóng. Mà bây giờ đứng bóng là mình không có khả năng theo nở mấy xứ này. Thì là mình dựa đồng hồ là trưa, đêm 12 trưa là chắc ăn nhất. Đó. Từ bắt đầu từ xè bàn tay ra thấy giờ tới 12 giờ trưa. Ngoài giờ đó gọi là ăn sái giờ. Thì còn cái những cái khác là 24 giờ là bắt đầu từ mình xè, trước khi mình xè bàn tay đâu mình thấy mờ cái chỉ tay đó là mình chinh giới, chinh với giới bát quan. Rồi cho tới ngày hôm sau mình xè ra mình thấy chỉ tay mình mới xả, xin xả là đúng 24 tiếng. Thì nhớ mấy cái đó để mình giữ cho nó trúng. Chứ còn thường thường ở bên như Thái cái lịch mà của ông sư đó nó có ghi sẵn, nó ghi từng nơi để cho ông sư cũng đừng có phạm. Thí dụ ở Chiang Mai đứng bóng là mấy giờ, có thể là 12 giờ 15 phút, nhưng mà càng về phía Nam thì nó càng gần hơn. Thí dụ như Bangkok thì khoảng 10 đứng bóng là khoảng 12 giờ, thì theo mùa khoảng 12 giờ 7 phút hay 6 phút vậy. Nhưng mà ở các tỉnh miền Nam trước khi qua bên giáp qua cái eo của Singapore thì khoảng đó thì nó từng đó nó chính xác hơn. Và nó làm vậy để chư tăng ở chỗ nào có thể giữ cho nó đúng. Còn mình thì không có những cái điều kiện đó thì mình cứ tính vậy đó. Tính theo giờ, 12 giờ chắc ăn. Cũng lắm nó xì xích thì không bao nhiêu. Chứ không phải là lúc nào mình cũng có nghĩ là theo ý mình hay là theo ý của mấy ông Tàu á, tức là chánh ngọ, tức là 11 giờ tới 1 giờ là giờ ngọ, xế chút 1 giờ cũng còn ngọ, cái đó không phải, đó là do Tàu tính, không phải là do trong lịch cửa của Ấn Độ tính. Ấn Độ không có tính gì, nó tùy theo mỗi chỗ. Thành ra như vậy thì thật sự ra đó, ví dụ mình xin thì mình cần người chứng minh, nhưng mình không xin bắt giới thì automatic tới mặt trời lặn mà lặn ngày hôm sau đó. Nhưng mà thường tại sao ta phải xin trả giới để ta xin lại ngũ giới, xin lại ngũ giới đó. Thường tới đó là mà bên đó thì nó họ bắt buộc liền đúng cái giờ đâu mà xè ông ta thấy chứ tay họ kêu tất cả những người nào mà chỉ giữ một ngày một đêm là cho xả giới, ông sư cũng cho xả giới rồi cho lại anh ngũ giới đụng đi đâu. Để còn nếu mà mình xin sáng sao mình ngủ trễ ngủ gì đó người ta xả hết rồi, mình chưa dậy mình tưởng người ta xả không sao. Bởi xả thì mình tại vì lúc mình nguyện có 24 tiếng là sao 24 tiếng là automatic xả chứ không có gì. Điều làm vậy để cho nó có bài có bản nhiều mà, chứ còn cái quan trọng trong thời gian đó mình giữ có đúng hay không mà thôi. Chứ còn nếu mà mình trong thời gian đó mình dễ vui, mình giữ nó hư chỗ này, nó lủng chỗ kia thì có xả không trả không giống nhau. Cũng kể như đó là mô bích thầy giá. Dạ, sa thú, dạ kính tri ân sư. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục nêu ra những thắc mắc của mình. Bây giờ cố gắng mạnh dạn cầm micro lên quý vị, cầm micro lên đặt câu hỏi. Dạ, thấy bàn tay của Kavinata, dạ xin mời lên ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con tên Mỹ, con kính đánh lễ ngài Liễu Tông, con kính đánh lễ quý sư, con kính chào quý bạn đạo hữu. Dạ con có kính thưa ngài, con có câu hỏi về các chi thiền và sự đối trị của các chi thiền ấy. Ví dụ như là tầm tứ hỷ lạc định, thì khi tầm nó lên hoặc là tứ nó lên, khi mà có tâm, có tầm và có tứ, và thì nó diệt được cái chi pháp bất thiện nào, hoặc là khi hỷ nó lên thì nó diệt được chi pháp bất thiện nào, hoặc là lạc
hoặc là định nó diệt được những chi hồi hơi nhỏ hả, xin lỗi. Dạ con xin nói lại, kính thưa ngài, con xin, dạ kính thưa ngài, con có câu hỏi về năm chi pháp thiền đó ngài, về tầm tứ hỷ lạc và định. Thì năm chi pháp đó nó đoạn trừ, nó diệt cái chi pháp bất thiện nào khi mà tầm, khi mà hành giả có tầm và tứ thì nó diệt được chi pháp bất thiện nào, khi hành giả có hỷ thì nó diệt được pháp bất thiện nào, và khi có lạc và định thì nó diệt được pháp bất thiện nào. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ kính chân ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch Thiền Tông, dạ kính thưa chịu quý vị. Thật ra đó, năm cái gì đó nó không có diệt cái gì cả, nó chỉ đè xuống mà thôi, chứ làm sao nó diệt được. Nghĩa là diệt hay là nhổ rễ bứng các phiền não chỉ có các tâm đạo mà thôi, nó các chi của tâm đạo mà thôi, chứ còn mấy cái đó thì nó chỉ đè một số cái ấy để cho mình có thể mình hành thiền được. Chứ còn nếu mà nói nó diệt thì nó không có diệt được. Mình nhớ chuyện đó. Nghĩa là cái cách mà đè đó, cái cách đè và diệt nó có ba loại. Thứ nhất là tà đăng khá bà hả ná. Tức là nó đè theo cái, nó gọi là theo cái khả năng của cái thiền pháp đang phát sanh thì nó đè. Mà còn cái nếu mà nó không có nó diệt cái thì mấy người đó nó trồi lên trở lại như thường. Cái thứ hai nó là quyết khẩm và ná bả ná, tức là đè lâu hơn, và trong thời gian quanh năm cái chi đó là chi thiền mà nó chưa có thiền, nó chưa có bị hoại, nhớ chưa, nó chưa bị hoại thì những cái pháp mà nghĩa là kẻ thù của những cái pháp đó thì nó chưa, nó không có khả năng, nó không có khả năng để mà nó trồi lên thôi, chứ còn không phải là nó diệt. Khi nào mà tám cái chi đạo mà nó phát sanh thì nó mới diệt. Nó diệt tùy theo cái chi đạo nào. Ví dụ như cái tám cái chi trong bát thánh đạo mà nó ở trong sơ đạo thì nó chỉ diệt được có hai loại phiền não thôi, tức là tà kiến với si hoài nghi. Chứ không phải là nó không phải là chi thiền nó diệt, nó nhớ chi thiền là nó không có khả năng nó diệt mấy cái đó. Đó thành ra thường thường mấy cái đó là khi nào mình hành mà nó có năng lực, tức là phải đặt thiền kìa, thì năm cái chi đó là nó đè năm cái loại phiền não. Mà quý vị hỏi tôi, chúng tôi tự tôi cũng còn không nhớ, bởi vì chúng tôi chưa có đặt thiền rồi đó, chúng tôi cũng không có để ý tới nó. Để bữa nào nhớ lại được, hoặc là ấy là có dịp coi lại là từng tới trả lời cho. Chứ có nhiều cái chúng tôi cũng không có nhớ, thông cảm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú dạ, chúng con kính tri ân sư. Dạ xin mời quý vị tiếp tục giơ bằng tay lên đặt câu hỏi trực tiếp, hoặc là quý vị có thể test chat và nếu quý vị xin tâm sẽ cố gắng đọc. Dạ thưa sư, thì trong khi không ai hỏi, con xin hỏi tiếp về vấn đề suy ngẫm đến sự chết. Thưa sư, thì khi có nhiều người họ nói rằng nếu mà chúng ta suy ngẫm đến sự chết thì chúng ta sẽ không có làm ăn, tức là coi như mình sẽ buông xuôi, giống như người tu luôn vậy đó, không có làm ăn, không có hơn thua với đời nữa. Bởi vì ví dụ giờ mình chuẩn bị làm cái dự án gì đó lớn mà mình nghĩ tới chết là coi như là mình tục ý rồi. Nhiều dự án cả năm sau, 2-3 năm sau mới lấy vốn, mà mình ngày mai thì mình giá từ gác trọ rồi mình đâu có đổi nhiều tiền như vậy. Thì người ta nói như vậy thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó bị dừng lại, tức là không có hơn thua với đời nhiều. Thì thỉnh sư giảng dạy cái điểm này, bao nhiêu người nói quán đến sanh lão bệnh tử thì chúng ta dễ rút trở lại và không có phát triển sự nghiệp. Có nhiều người họ suy nghĩ như vậy, và con kính thỉnh sư ạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mấy cái tên mà nó suy nghĩ vậy đó, tức là nó chưa có hành thiền mà nó muốn chạy trước. Bởi vì khi mà quán cái sự chết, mình biết chắc chắn cái đời mình nó rất là phôi pha, nó có thể nó quỵ bất cứ lúc nào. Thành ra việc gì ta đang làm, ta đang cố gắng làm thì xong, đến khi ta quỵ. Anh nhớ chuyện đó. Những người đó còn siêng năng hơn là cái người mà không có ấy. Thành ra người mà suy nghĩ cái đó, tức là chưa có hành thiền, chưa có từng hành về cái môn niệm sự chết. Mà khi không hành cái môn niệm sự chết thì mới không thấy mấy cái đó. Mà khi không thấy thì mới dễ vui. Thành ra đừng có tin mấy lời người đó, mà tin mấy lời người đó là mình dễ vui theo họ. Không có đâu. Anh nhớ chuyện đó. Thành ra quý vị nó nhớ là cái người mà thành cái đó càng nhiều đó, thì người ta càng tinh tấn dũng mãnh hơn nhiều, chứ không phải là người ta hành cái đó là người ta sợ. Không có đâu. Những người nào nói chưa hết, nói làm gì cũng vừa hết rồi này kim trùng, tức là người đó chưa hành gì cả. Quý vị nó nhớ vậy đó, đừng nghe lời mấy người đó chi chỗ mệt. Bởi vì cái người mà thành tới cái mức đó rồi đó, là người ta rất là tiếc thời gian ta. Bởi vì mình có thể mình đi bất cứ lúc nào, mà nếu mình đi vậy thì nay kim sùm này đó, người ta càng cố gắng để làm những gì chưa xong thì ráng làm để nó xong, chứ đâu có phải cái vụ mà mình nói chuyện giống như mà mình mà giống như là huynh mới nói đâu. Những cái người mình thấy là ta siêng năng ghê lắm, bởi vì ta quyết định ta làm chứ không biết chưa chiều mai gì, ta có thể ta nhắm mắt bất cứ lúc nào, thành ra phải làm cho nó xong những cái chuyện nào mà ta cần phải làm đó. Bởi vì nếu mà xong sớm thì càng tốt, để mình vui vào mình có đi, mình có thanh thản mình đi, chứ không phải là nuối tiếc, phải không? Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, sa tố và kính trường sư. Dạ, mời quý vị tiếp tục nêu lên những thắc mắc ạ. Dạ. Room cũng khá đông. Dạ, mời cô Hồng Thị Kim Nhung lên đặt câu hỏi. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ alo. Dạ, đạo tràng có nghe con được không ạ? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con thưa sư, con xin hỏi về pháp học ạ. Mình học về cái bảng chi pháp đó, thưa sư. Thì mình hay học về các về cái tứ bốn ý nghĩa, về đặc tính, về trạng thái, về thành tựu, về nhân gần của một cái sở hữu hay là một cái pháp nào đó. Thì con thấy nó nhiều quá, nó tới mỗi, tức là mỗi cái tâm sở hay là mỗi cái pháp đều có bốn cái đặc tính này. Thì con xin ngài giải thích cho con được hiểu hơn là tại sao mình phải học bốn cái đặc tính này. Thì con cũng biết là mình học để mình phân biệt, nhưng mà mình con có thể hiểu hơn về cái phần mà tại sao mình phải học. Với lại nhiều quá thì mình có cách nào mà mình có thể nhớ được, mình dễ phân biệt, tức là khi nói lên một tâm sở nào đó thì mình có thể mình nhớ được cái quan trọng của cái tâm sở đó. Chứ nếu mà nói về bốn đặc tính rồi cho nhân với 52 tâm sở rồi thêm sắc pháp nữa thì nó quá nhiều, để có khi thì con nhớ không hết đó thưa sư. Có cách nào sư chỉ cho con có thể nhớ được càng hơn? Dạ, con kính dâng mic lại đến sư để nhờ sư giải thích giúp ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ kính bạch Chư Tôn, kính thưa chư quý vị. Cái đó bắt buộc phải học tâm rồi để nhớ, bởi vì nếu mà không nhớ cái đó sau này không thể hành thiền chắc được. Nên là nhớ chuyện đó, bởi vì khi một cái pháp mà nó phát sinh, nó có cái chuyện mình gọi là trùng trùng duyên khởi. Mà trong cái duyên đó nó có cái nhân đó, cái gọi cả cái nhân đó. Nhân gần, nhân xa, nhân này, nhân nọ, đủ thứ chuyện. Thành ra mình muốn biết thì mình phải biết cái bốn cái điều kiện đó. Đó. Mà cái điều kiện mà cần thiết nhất trong bốn điều kiện là nhân gần của nó, để mình biết nó là cái gì.
chứ còn nếu không là sao biết được. Đó, phải học từ nghe đọc từ từ cho nó được. Chúng tôi thí dụ nói bây giờ là quý vị quán về tâm quán niệm xứ, tâm có tham hay có tham, quý vị biết tham nó là tham nào, tham loại gì ở đâu. Bởi tham nó có 8 loại tất cả. Rồi quý vị đọc kỹ cái nhân gần nó cũng khác nha, nó có giống. Hay là cái tâm sở bi tị đi. Tâm sở bi tị tức là tâm sở hỷ đó. Hỷ nó nằm cả trên dưới, tức là nó nằm trong tâm. Bất thiện có trong tâm thiện cũng có. Vậy khi mà cái pháp mình nó đang có cái sự hỷ lạc đó thì mình biết cái hỷ lạc đó nên giữ hay hỷ lạc đó nên diệt nó. Phải không? Bởi vì nếu mà mình không hiểu cái đó đó, cái đáng diệt là nó cái nó nằm ở trên mà mình không diệt, mình giữ, mình cứ tưởng hỷ là tốt, mình giữ thì là mình dung bồi thì ác pháp. Còn cái mà đáng giữ là cái hỷ nó nằm dưới tâm thiện thì mình không thấy cái đó thì mình làm cho nó mất đi, mình không còn dung bồi thì cho ác pháp chứ không phải thiện pháp nữa, thấy chưa? Thành ra phải học với nhau nói thế nào đó. Còn mình không nhớ thì coi chừng mình đi thiền cái kiểu gì không biết. Bởi vì đó là những cái đó để em biết thực tính pháp nó như thế nào. Chứ thực tính pháp nó không phải giống như mình nói nó có tâm có nhiều cái đó, không phải. Khi mà nó đi một cái tâm nó đi có không biết bao nhiêu loại tâm sở đi theo nó. Mà mỗi loại tâm sở nó làm một cho cái tâm dòng ý là cái tâm nó làm chủ trong mọi chuyện. Tâm dẫn đầu các pháp mà. Nhưng mà cái thằng làm cho nó tào lao đó là thằng tâm sở. Mình nhớ cái thằng tâm sở. Mà cái thằng tâm sở đó mà mình không có nắm giữ nó là nó quậy. Nó quậy. Mà khi nó quậy rồi mình không biết cái nhân gần của cái pháp đang phát sanh thì chỉ nó kêu trời thôi. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thú và kính tri ân sư. Sau đây con thấy Wanaramsi. Kính thưa sư, chúng con học trong phần Veda nhà Sanggaho là thọ xã kết hợp với cả 25 sở hữu tịnh hảo. Chúng con có thắc mắc vì sao tâm sở bi và tùy hỷ lại có thể kết hợp với thọ xã. Xin đảnh lễ sư ạ. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nó vẫn có thể tiếp hợp được chứ sao không? Bởi vì bốn cái tâm sở đó đó là nó có thể nó đắc từ thiền thứ nhất cho tới thiền thứ năm, như từ sở thiền cho tới ngũ thiền. Tứ thiền chứ, tới tứ thiền thì nó vẫn phải có đầy đủ những cái đó, nhưng mà tứ thiền tùy theo chỗ chứ đâu phải lúc nào cũng vậy. Cái thứ hai nữa đó là thí dụ như mình thấy người đó mình thương, nhưng mà thương không được, không đúng mức cái nhiệm vụ đó, thì dĩ nhiên là mình phải tỉnh bơi. Nó tỉnh bơi thì nó không có đúng như cái tâm sở bi, nhưng ít nhất là cái tâm mình nó phải dừng lại chứ, làm sao mà nó nghĩa là nó có thọ ưu được à, thấy không? Nó tùy theo cái pháp hành của mình, nó có nhiều cái bởi vì mình phải học cái đó rõ ràng để mình biết. Cái thứ hai đó, đó cái câu vừa mới hỏi đó, tại sao phải biết trà tu rất là nã đó, mình coi cái đó là mình biết tại sao nói như vậy liền à. Bởi có nhiều cái chỗ nó nằm, nó có những cái điều kiện của nó, chứ không phải là lúc nào nó phải giống nhau. Mình nhớ tâm cũng nó dựa vào theo đó, điều kiện, theo đối tượng, theo cảnh giới, theo người nó thay đổi, thì tâm sở đi theo nó cũng phải thay đổi chứ không phải là lúc nào cũng ấy. Còn mình nói trên cái một cái khía cạnh nào đó thì có thể nó vậy, nhưng mà cái khía cạnh khác nó chưa chắc. Đó. Thành ra mình nhìn khía cạnh chi thiền thì mình thấy ở cái ý nghĩa của cái tâm sở bi nó phải vậy rồi mình nghĩ là nó phải vậy thì không có được. Nó phải tùy theo cái điều kiện của cái đối tượng này nữa. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Dạ, chúng con kính tri ân sư và xin mời quý vị tiếp tục nêu những thắc mắc của mình ạ. Dạ, hồi nãy giờ Minh Tâm không biết có sót qua câu hỏi nào của quý vị thì xin qua nghỉ copy post lại. Và xin mời quý vị mạnh dạn giơ tay lên để đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Dạ, chúng con kính thỉnh sư Liễu Tông dùng một ly nước trong khi chờ đợi quý vị giờ tiếp tục ạ. Dạ, sau đây con thấy Hồng Thị Kim Nhung lại hỏi là dạ, còn tại sao thọ xả lại đi chung với tâm sở ý ạ? Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bố Tha, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Tâm sở hỷ nó đi trong bao nhiêu tâm mà nói là nó đi với thọ xả. Bốn tâm tham, đây là bốn tâm đại thiện thủy, rồi bốn tâm di tác sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Chỗ nào tâm sở tùy hỷ chứ đâu phải là thọ rồi. Thì coi đi coi cái đó, cái tâm sở hỷ đó nó đi trong cái đó thì nó chỗ nào là thọ xả đâu. 51 cái loại tâm đó mà nó đi theo đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, kính tri ân sư và xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. Chúng ta còn khoảng hơn 30 phút nữa thưa quý vị. Mong quý vị cũng tranh thủ thời gian. Dạ, sau đây thấy Nguyên Như giơ tay và mời Nguyên Như đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức và con xin kính đảnh lễ ngài Lữ Tông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bạch ngài, Nguyên Như có một câu hỏi là từ cái tuần trước mà ngài chỉ cho tụi con cái thị quán 32 thể trược đó bạch ngài, thì con có đi về con nghiên cứu một số cái website thì người ta có cái chỗ bạch ngài thì người ta chỉ là thể trược mà cái chỗ là cái não á, là mắt cá lung găng á, thì có chỗ á, thì để là cái số 20 đó ngài. Rồi nhưng mà một cái vị sư ở chùa Chân Lý gần của chùa của tụi con á, sư Thích Lan, thì ngài lại dạy là cái chỗ đó là sai rồi, cái chỗ mà não đó là phải để cuối cùng mới đúng. Tùy ngài giải thích là cái 32 thể trược nó đi với thứ tự của nó chứ nó không có muốn để đâu thì để. Dạ xin ngài có thể giải thích cho tụi con chỗ đó thêm ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Thực sự ra 32 thể trược thì trong cái người hỗn tâm mới sẵn ở đây là chỉ có 31 rồi, còn một cái theo, một cái là người ta thêm vô sau. Thì cái thêm vô sau đó thì có thể là nó làm trở ngại một số cái đi trước, thì là người ta cái sự sắp đặt đó là tùy theo người, tùy theo cái sách quý vị coi. Quý vị muốn biết cái đó thì tốt nhất là thầm mới sẵn đi ra coi nó nằm đâu thì mới chắc, chứ còn nhiều khi đó mình đọc trong những cái sách mà người ta viết thì sao, hoặc những cái chú giải gì sao, thì có thể là nó không có giống nhau, không phải không chính xác là nó không có giống nhau. Tại mỗi nơi có ấy thì là thầm mới sẵn đi ra coi thì những phần đó thì sẽ thấy. Chứ cái xưa đây thì nó nằm trong công thơ chứ nó không nằm ngoài đó. Để cần nếu cần thì xưa mới chắc lại mới được. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, alo, alo ạ.
Dạ. Alo, dạ. Đỉnh lễ ngài, con kính đỉnh lễ ngài Chí Đức. Dạ, hồi nãy là cái ý kiến của con là con ghi lộn đó thưa sư, là tại vì tụi con mới học bài thì tụi con thấy là ở trong cái vô lượng phần thì có cái tâm sở tùy hỷ, thì tâm sở tùy hỷ nó đi chung với lại cái tâm sở tợ tha, thì trong cái tâm sở tợ tha thì nó có thọ xả, còn cái tâm sở tùy hỷ thì mình vẫn nghĩ nó là sự vui thích với cái hạnh phúc của những người khác. Thì con cũng có thắc mắc giống như cái bạn ở phía trước cũng đã có ý kiến, tức là tại sao mà tâm sở tùy hỷ lại đi chung với cái thọ xả của trong cái tâm sở thọ đó, thưa sư. Dạ, con xin ngài giải thích rõ dùm con ạ. Con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bố Tài Gia Kinh Bạch Chê Tông Hèn Giả Kinh Thưa Chê Quý Vị. Thật sự ra tâm sở thể tức là làm sao nó đi với thọ xã. Chúng tôi không biết cái gì. Quý vị bốt cái chữ tâm sở tùy hỷ là cái tâm sở tiếng Bali tên gì cái đó. Nên là đôi khi là mình cứ dựa vào một cái tên Việt Nam rồi cái mình đọc bây giờ nó không có biết như thế nào. Bởi vì nhiều khi đó mình kêu mình Mô-đi-tha tức là một trong hai cái tâm sở thuộc phần tứ vô lượng tâm. Thành ra cái chữ xả đây đó, cái chữ xả đó, nội chữ xả không, nó có tới 10 loại khác nhau, quý vị nên nhớ chuyện đó. Thọ xả nó là một chuyện nhưng mà chỉ là một trong 10 loại đó mà thôi. Thành ra cái chữ xả của chỗ tiếng Việt mà trong mấy cái đó, quý vị nên cẩn thận. Đó. Thành ra chữ mudita khi mà nó đi trong những cái tâm, một số cái tâm đó, từ những cái tâm khác thì mình nhớ là bốn cái tâm sở mình liên quan tới cái tứ vô lượng tâm đó, thì có chỉ cái tâm sở mà cuối cùng đó, từ bi hỷ xả đó, thì nó tên nó tâm từ, nhưng mà thường nó đắc thiền, đắc tới ngũ thiền, đắc tới ngũ thiền. Thì ở dưới nó có thể nó có thọ hỷ, nhưng mà lên đó nó phải thọ xả, nếu đắc thiền. Còn bốn cái kia đó, ba cái kia đó, thì nó chỉ đắc từ sơ thiền cho tới tứ thiền mà thôi. Mà sơ thiền tới tứ thiền đó, thì nếu mà đắc thiền thì nó phải nằm trong cái vùng mà không có thọ xả. Nhưng mà tới tâm từ thì nó đắc ngũ thiền. Mà ở hiệp thế thì chúng tôi cũng nói, nhưng mà lên thiền, cái cảnh giới thiền thì nó phải ở cái tâm ngũ thiền. Thành ra đó, những cái quý vị nên dựa vào đó để mà quán xét coi nó là như thế nào. Chứ còn nếu mà mình khi dựa vào cái lời dịch đó thì không có nên. Thì dịch không có nên. Có những cái đó ở dưới cái tâm hiệp thế thì nó có thể đi chung với một số loại thọ khác nhau. Nhưng mà lên cái tâm thiền là nó khác liền. Lên tâm thiền là nó khác chứ nó không còn đi giống như ở dưới nữa. Anh ta cũng hỏi cái chỗ nào, chứ còn nếu mà tại sao như vậy thì chúng tôi không chịu chết. Bởi vì chúng tôi không biết cái đó nó nằm đâu. Nó nằm ở dưới hiệp thế hay nằm trên thiền. Dưới hiệp thế là mới bắt đầu thì có thể là cái tâm từ nó đi chung với thiền pháp dục giới. Nhưng mà khi mà nó đắc thiền rồi nó phải ở đi với tâm ngũ thiền sắc giới, chứ làm sao mà ngũ thiền sắc giới thì không thể nào mình nói là nó không phải thọ xả được. Thành ra cái mình phải biết nó ở chỗ nào, chứ còn ấy rồi đó. Thành ra ở dưới thì nó có thể nó tùy theo cái điều kiện của những cái tâm sở mà đi theo nó, tức là cái tâm sở tôi vì hành quẩn đó, thì nó đi theo nó sẽ làm một số cái chuyện thay đổi đó. Thì nó dựa vào đó để mình có thể mình theo những cái. Thành ra quý vị học cho nó kỹ về cái phương diện đó. Khi mà một cái tâm nó phát sanh với ai, cảnh giới nào, cái đối tượng là gì, cái nhiệm vụ nó là gì, thì chúng ta có thể bàn được. Còn nếu mà quý vị cứ nói một cách thấy tại sao nó vậy thì chịu chết. Thật sự chịu chết, không ai có ấy được hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái có những cái danh từ đó mà khi mà dịch ra tiếng Việt nó giống nhau, mà trong khi cái gốc Bali nó khác.
Anh thì chúng tôi nói từ mình nói trên cái đông này rất nhiều lần là vậy đó. Rồi chứ cái chữ Upekkha mình thường mình dịch xả đó, nó có tới 10 loại khác nhau. Nhưng mà cái chi pháp nó thì nó khác nhau nên không giống. Nhưng mà dịch ra danh từ thì nó lại cái giống nhau đó, 10 loại xả. Khác nhau rất là xa. Và cái đó muốn nói là phải nói chỗ nào chứ còn nói chỗ khác thì chúng tôi cũng không có cái đủ sách vở chỗ này để chúng tôi truy ra, tại những cái gì mà chúng tôi học thì nó nằm ở trong trong hết chứ nó không có nằm ngoài. Là cái nếu cần thì phải tra lại thôi, đây nhiều cái giỏi bất tử thì chúng tôi phải hẹn cái gì là vậy đó. Nhưng mà hẹn đi đi lục cái cũ ra tìm chứ còn nhiều khi đâu có nhớ hết rồi. Nếu chúng tôi học đầu nhớ đó thì khỏe quá rồi. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thú và kính tri ân sư. Dạ, mời quý vị tiếp tục ạ. Sau đây dạ, xin mời quý vị tiếp và để coi như này thấy ra Hạ Ai Hà gì đây hỏi dạ con muốn học về 10 loại xả thì học trong kinh nào thưa ngài? Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư quý vị. Học trong cả cái bộ kinh kinh Tạng chứ làm sao học một chỗ được. Một cái tên không mình tìm cũng không có đủ ra rồi. Chúng tôi đọc sơ cái tên cho quý vị nghe để quý vị muốn quyết tìm thì tìm tới nó bao nhiêu chuyện để tìm. Thứ nhất là Xà Lăng Khú Bệ Khả. Cái thứ hai là Prom Quý Hạ Rú Bệ Khả. Thứ ba là Phót Chân Cú Bệ Khả. Thứ tư là Quý Đi Du Bệ Khả. Thứ năm là Sẵn Khả Rú Bệ Khả. Thứ sáu là Quê Thanh Nu Bệ Khả. Thứ bảy là Quý Bạch Thanh Nu Bệ Khả. Thứ tám là Tạch Tà Đá Mất Chất Tụ Bệ Khả. Thứ chín là Cha Nú Bệ Khả. Thứ mười là Bà Rí Sụt Thú Bệ Khả. Mười chuyện khác nhau vậy đó, nằm rải rác trong Kinh Tạng á. Chứ đặt tới đâu thầy ta học tới đâu rồi ghi tới đó thầy, chứ còn bắt đầu so sánh nó biết là nó tùm lum trong này chứ nó không có dễ gì. Giống như mình cứ nghĩ thôi mình học cái đó mình cứ tưởng 1, 2, 3 này kem sùm rất là nó học Phật pháp nó không có dễ như mình tưởng tượng đâu quý vị, nó không có dễ như mình tưởng tượng đâu, mà tưởng tượng mình nhiều khi tưởng không người lái nữa không hiểu. Học cái gì nào học từ từ rồi mỗi ngày nó chuyển chung chuyển chút chừng nào đủ 10 cái thôi. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ sa thú và kính tri ân sư, xin mời quý vị tiếp tục ạ. Tranh thủ lên quý vị, chúng ta còn không lâu nữa. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư quý vị, các vị hồi nãy hỏi đó, hỏi cái vụ mà chi thiền á. Tình cờ chúng tôi thấy trong cái website chúng tôi có đây nè. Thứ nhất là quý tất cả khắc chế hồn trầm thùy miên. Không biết quý vị đó nghe có nghe rồi nhớ dùng. Để khỏi hỏi lại. Cái thứ hai là quý trà đá, tức là khắc chế hoài nghi, quý trì kích trả. Cái thứ ba bi tị, tức là khắc chế sân động, tức là hơi khỏi gia bà đá. Cái tư là sục hạ, khắc chế phóng vật lo âu. Thứ năm là e cạch gá ta, là phóng khắc chế tham dục. Ở đây chúng tôi dùng chữ khắc chế chứ không có diệt. Nó âm chi thiền khắc chế năm cái pháp như vậy. Thì giọng gì đó nghe rõ là một cái thầy ạ.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con xin đọc lại để cho để biết coi có đúng hay không. Dạ vậy là tầm chi chi pháp tầm đè nén hôn trầm pháp nghịch là hôn trầm thùy miên. Còn chi pháp tứ thì đè nén cái gì? Đè nén cái gì? Cái đó con chưa cứ ghi xuống kịp. Còn hỷ là đè nén được sân, lạc là đè nén được phóng dật, và định thì đè nén được ham dục. Có phải không ngài? Dạ, dạ không biết con nói cái đó có đúng hay không. Dạ xin ngài chỉ dẫn nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị. Tâm khắc chế hồng đồng thiên niên, tứ khắc chế hoài nghi, hỷ khắc chế sân động, sục hạ khắc chế phóng dật lâu, cái thứ năm ai cách cách ta tức định phước khắc chế tham dục. Ở đây chúng tôi chỉ dùng cái khắc chế chứ không có dùng chữ đè nén nhổ dệt. Thì giờ ông nghe kịp ông mô với thầy á. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, dạ con nghe kịp. Dạ, xin ngài nói sâu thêm về cái tham dục với ngài. Tham dục là tham dục về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp hay là tất cả những cái đó hay là có chi sâu xa khác hơn thầy? Dạ, con xin tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nhớ là cái tham dục đó, theo như trong kinh điển nó tới 50 mấy loại khác nhau rồi, chứ nó không phải là một hai loại. 50 như vừa nhớ kìa. Nó có trong bộ pháp tụ đó, nó chia là 59 loại khác nhau đó. Ví dụ như là mỗi cái chữ nó có cái nghĩa, rồi mình phải dựa vào cái bộ pháp tu này là để em biết nó nằm chỗ nào. 59 loại tất cả. Ví dụ ra khá tha mái, xả ra khô, sự luyến ái, cảm xúc mạnh mẽ, nú ra vô quyến rũ, nú rô thô, sự thỏa thích, nành đi, sự vui, vui hưởng cái chuyện đã có, nành đi ra khô, lễ ái, diệt tà xả ra khô, cảm xúc mạnh mẽ của tâm cũng gọi là tha mái như thường. Thì trả là sự muốn có thì cũng có được. Nó có 59 loại khác nhau. Quý vị nào muốn biết thì quý vị vô trong cái hệ tụ khó chặt cả của bộ pháp tụ đó. Tức là bộ pháp tụ nó có cái phần mà gọi là nói về duyên đó, nhân duyên đó. Thì nó sẽ liệt kê 59 cái trạng thái của cái tham làm với ái dục đó. Nó rất là vì thế trong đó chứ còn mình từ mình học có 8 tầng tham là mình học để cho mình nhớ cái chánh của nó thôi. Nhưng mà khi chia sẻ ra rồi nó trùng trùng duyên khởi, nó hằng hà xa số chuyện mình nói. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú và kính tri ân sư. Xin mời quý vị tiếp tục qua. Quý vị giơ tay lên, mạnh dạn lên việc giơ tay lên đặt câu hỏi. Rồi ai là người tình nguyện giơ tay lên? Sau đây thấy cô Nhật Quỳnh. Dạ con kính mời cô Nhật Quỳnh lên đặt câu hỏi. Dạ sa thú kính cảm ơn Quỳnh Minh Tâm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn thiền vũ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Quỳnh Minh Tâm. Dạ cảm ơn Quỳnh Minh Tâm đã làm thị giả cho ngài. Nãy giờ rất là sai xưa mà thấy Quỳnh Minh Tâm cầm mít thấy tội quá nên Nhật Quỳnh xin đỡ mít thôi. Và nếu quý vị trong đạo tràng có vị nào cầm mít
thì cứ đưa bàn tay Nhật Quỳnh nhường mic và có câu chích chát. Thì Nhật Quỳnh xin đọc để cho Minh Tâm nghỉ một chút ạ. Dạ Nam Mô Bích Thai giá, trong khi chưa có bàn tay, chưa có câu hỏi. Dạ con xin Ngài chỉ dạy giùm cho con. Dạ con coi trên Facebook thì con thấy có một điều lạ lạ nên con hỏi Ngài, Ngài chỉ dạy giùm cho con. Ví dụ người nhà mình qua đời, mình có nên để kinh mà niệm theo người nhà mình không bạch Ngài, mà làm cái điều đó có nên hay không, có nghiệp quả gì hay không bạch Ngài. Con kính nhân bích đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con. Nam Mô Bích Thà. Nam Mô Bích Thà. Dạ kính bạch Thế Tôn Hòa Nhã, kính thưa chị quý vị. Kinh điển thì là liên quan tới Đức Phật, tức là đó là lời dạy của Đức Phật. Thì mình để nên để chỗ trang trọng chứ mình không nên để chỗ đó dài bữa nên nó túi rụng, không có nên. Mấy chỗ đó là nói trắng nên không được sạch sẽ, kêu rằng mình có tắm rửa tắm gì bỏ đó dài bữa nó cũng hôi. Kinh điển này nên để chỗ trang trọng. Thì mặc dù mình có được quyển kinh đó mình không đọc cũng nên để chỗ quan trọng chứ không phải. Tốt nhất là mình nên đọc rồi để cất lại chỗ quan trọng, nhưng mà trong hợp mình không ấy mà chứ đừng có, mình còn sống mình không đọc được cái mình bỏ vô trong chỗ đó thì người chết có đọc được đâu mà gửi theo. Mấy cái đó là mấy cái không có nên. Nhưng mà đa số người Việt Nam mình nó có cái lạ, học thì cũng chưa học đâu, nhưng mà hãy mua những cái đó cái để trong chỗ nhà cốt nhà xác gì đó để như mấy cái thép đó, tụng tối ngày, tụng quyết định gì kinh gì tụng tối ngày. Đáng lẽ mình để trong phòng mình để nó kinh tụng cho mình nghe cho mắt gì mà mới đem bỏ cho mấy cái chỗ đó tụng. Còn sống còn hơi thở thì làm biến, chừng chết rồi lại xiên nó mà nghe kinh suốt ngày. Thật sự ra đó khi chúng tôi nói rồi, mình nhắm mắt là mình có cảnh giới mới liền, mình bao giờ làm chuyện đó, nó không có lợi ích gì cả. Mình làm nó nhiều khi nó đừng nói, đừng để Dương Dương biết, ông biết là mệt đó. Ông gặp mình có một câu thôi đó, chúng tôi nói câu đó hoài giờ nói nữa sợ quý vị sợ tôi không nói. Nó mô tài vậy. Dạ, sa thú con thành kính tri ân Ngài. Con nghe Ngài nói một câu mà nói hoài sợ mấy người sợ là con nhớ liền. Con nhớ câu gì Ngài thường nói rồi. Hãy vô chạo đi, gặp Duyên Dương, hãy vô chạo đi. Phải không bạch Ngài, con nhớ vậy không biết có đúng không? Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Ồ, Hà không nghe được hả? Hà ơi, nghe được chưa? Dạ, Đạo Tràng, có nghe được anh Thành Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Quỳnh Minh Tâm. Dạ, vậy Kim Nhung ơi, chỉ cho Hà chạy ra để chạy vào cho Ngài Hà nghe được. Dạ. Dạ, có thấy câu hỏi rồi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi. Dạ, con không biết đọc cái nick này sao, nên thôi con không đọc. Thưa sư, thời nay dịch giả nhiều quá, kinh tràn lan, sao biết kinh nào nên giữ hay bỏ? Con kính nhân mít đến Ngài, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá, kinh bạch Chư Tổ Hòa Nhã, kính thưa chị quý vị. Thật sự ra mình lấy cái bản gốc để mình đo chứ là để mình biết cái đó là phải là lời của chư Phật hay không. Bởi vì Đức Phật nói rất rõ ràng, thì Ngài Ananda hỏi Ngài đó, trong cái lúc mà Ngài sắp từ giả cõi đời trong kinh Đại Bát Niết Bàn, hỏi là khi Ngài Parinibbana rồi ai là người chăm sóc hoặc là dạy dỗ cho chư Tăng. Ngài nói câu rất rõ ràng, này Ananda, khi ta tịch rồi pháp với lực là thầy của các ngươi. Nói rất rõ ràng, thành ra 84.000 bài pháp bây giờ mình gọi là tam tạng, mà cái bộ mà mình có thể tin tưởng nhiều nhất là đã từng được chư Tăng lặp đi lặp lại 6 lần tất cả. Nên, tức là cái tập tạng 6 lần tất cả. Thì quý vị chịu khó
vô trong mấy trang web đều có cái đó, thì ít nhất là quý vị cũng đọc cái tiêu đề đi, trường bộ kinh có bao nhiêu bài, bộ kinh có bao nhiêu bài đó. Thì cái người nào dịch ít nhất phải nói là cái bài kinh đó trong trường bộ, trong cái gì trong đó, thì quý vị có thể coi được, có thể thôi. Nhưng mà nếu muốn cần biết thì mình coi, nếu mà thấy gì ngạc nên tìm những cái gì mà có thích học về tam tạng kinh điển mình hỏi người ta, thì người đó có ý kiến là nên hay không nên, thì mình chỉ giữ là cái nào nên thôi, cái nào không nên nè, không có, không có để ý nhiều. Chứ còn thật sự ra đó, các gì mà sư mà có hệ nguyên thủy đó, thì nó nói gì nó phải dựa vào cái kinh điển nó nói, cái nhất trong bài kinh nó nói gì nói gì, chứ người ta không có có nói bằng cách là trống trống được, mà cái đó được truyền vào từ thời xưa tới giờ. Thứ nhất là những đồng ý là có nhiều vị học rất giỏi, nhưng mà ta vẫn cẩn thận trong cái việc đó. Quý vị nào không tin chúng tôi đó, quý vị chờ khi nào gặp được một trong mười mấy vị tam tạng pháp sư giờ thì hỏi bất cứ câu gì người ta không trả lời liền đâu, thưa quý vị đó. Nếu mà ta ở chỗ có thể ta lật sách ra được, ta lật ra liền là chỗ này cái này là này. Còn nếu mà họ nói là họ nói cái nguồn gốc, họ giải thích cho gì, họ nói đây nguồn gốc cái bài kinh đó, quý vị có thể tìm được trong trung một kinh gì, chứ không bao giờ họ nói trọng trọng hết. Chúng ta thì học thì ít, nhưng mà không biết à, nói không biết thì chúng nó cười phải nói này, nhiều khi vẽ ra thành ra nó không biết đâu đâu đó. Cái điều đó chứng tỏ rằng Phật giáo của Việt Nam bắt đầu suy đồi. Mình đừng có nghĩ là tam tạng kinh điển còn đó này còn đó còn đó ra là Phật giáo đang ở trong thời kỳ thịnh dù, nói cái đó là không đúng. Chúng tôi nói chỉ suy đồi ra suy đồi trong từng cái người mình gõ ngực, xưng mình là cư sĩ, xưng là mình Phật tử, xưng mình là chư tăng cái gì đó. Mình ở trong cái giáo pháp này bao nhiêu năm mà mình chưa hề coi cái tâm tạng pháp bảo có những cái gì, có những cái bộ nào, những quyển nào, chưa từng. Thì cái đó là người đó đó, giáo pháp chưa thâm nhập mà đã suy đồi. Hay là chính cá nhân mình đi học, những ngày đầu mình còn nhỏ, ráng ráng mình học, nhớ. Ví dụ như, nhớ, ví dụ nói kinh Pháp Cú vậy, mình nhớ 50 câu. Bây giờ mình ngồi mình sẽ nghĩ hoài còn 20 câu, tức là Phật giáo, nghĩa là giáo pháp Đức Phật đã suy đồi trong cái tâm, cái não trạng của mình rồi. Chứ đừng có nghĩ là, ơi, không còn ai học hết, mới không phải. Cái suy đồi đây đó, giáo pháp không bao giờ suy trên nguyên tắc, không bao giờ suy, bởi vì nó là cái pháp chân thật cho tất cả những cái thời đại. Nhưng mà người ta không nhớ, không học được nữa là nó suy. Đó. Nó có những cái chuyện mà mình biết chắc chắn này, nó là không phải là kinh, không phải là lời mà mình có lẽ mình chắc chắn, mà mình hỏi người ta đều đồng ý gì đó là có thể đốt thôi, chứ không có nên giữ đó. Bởi vì mình giữ những người sau này, người ta không có nhiều cơ hội để ta tìm ra cái nguồn gốc, ta đọc mấy cái đó, ta tin là mình cũng đã đóng góp cái xấu cho người ta. Thành ra cứ đốt chứ không có sợ gì sợ, để biết chắc chắn đó không phải là lời mà dạy. Cái quan trọng là mình ráng giữ trong cái đầu, mình càng nhiều càng tốt. Học là phải ôn đi ôn lại để cho càng ít quên đó, thì mình càng giữ được giáo pháp. Mà nếu mình quên càng nhiều thì mình làm cho giáo pháp càng ngày càng suy đồi. Thì người nào cũng có dỗ ngực cái sinh Phật tử này kia, tôi tu với ngày tâm tạng đó, ngày trưởng lão đó 30 năm rồi, hỏi câu Phật ngôn cả lâm tu để làm gì chúng tôi không có biết không? Mình tu theo Đức Phật là để làm gì, để mình học hỏi những cái điều gì ngài dạy để có lợi cho mình nhân kiếp này kiếp sau, và có lợi tối thượng nữa. Ngày nào quý vị thọ tam quy ngũ giới là chư tăng đều nhắc nhở cái đó, khi quý vị thọ xong mà chư tăng thường cái cách đọc nó không có giống nhau, có những cách nhắn tắt từ chúng tôi khi mà cho đây hoặc là mấy chùa điện để mời chúng tôi rất là nhắn tắt,
cái dẫn tắt cái câu chúc đó đó. Tỷ ra nề na xả văn giả sĩ lăng tâm văn xả thu căn cả to bà ma đề na sẩm bà đề na sĩ lệ na sửa tình nhân tỷ sĩ lệ na phù các sẩm bà đa sĩ lệ na để phù tình nhân tỷ ta ma sĩ lăng vi sổ thái dê. Theo chị chư Phật cận nam nữ đã xin thọ tạo nguyên của giới cố gắng giữ cho được trong sạch bằng pháp không dễ vui, chứ mình không thể giữ trong sạch suốt đời được, rồi vừa cái chuyện vô lý mà chỉ giữ trong sạch bằng pháp không dễ vui mà thôi, lúc nào có niệm trong cái vấn đề thế giới. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi an vui của ngài vậy, tất cả chúng sanh giữ được toàn đủ tài sản của ngài thế giới, tất cả chúng sanh tiến tới sự giải thoát cũng nhờ giữ giới bởi các cái chư cư sĩ nam cư sĩ nữ, nên hiểu điều đó, tức là mình thọ tam quy ngũ giới đúng mức đàng hoàng thì mà lộ nhân thiên là không tránh khỏi. Bởi trong trong tăng chi đó, ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ trì, thành ra mình được cái đó thì không sao, mình giữ toàn đủ tài sản mình có giới mà ai vô xâm phạm tài sản mình cả. Chứ còn mình phạm giới, vô phạm giới ông rượu này kia rồi thất thoát này kia ông chồng này hay nói láo ấy, tại vô tự kiếm chuyện tại lấy tài sản của mình. Rồi giải thoát là sao? Chuyển là cái căn bản. Căn bản gì? Sĩ lá, triệt tạ và bánh gia, tức là con đường ba chi đó, đó là giới định tuệ, là con đường dẫn tới niết bàn, tức là cái lợi ích tối thượng. Đó. Lợi ích mà lộ nhân thiên lợi ích kiếp sau, còn còn đủ tài sản lợi ích kiếp này, và nếu nó nằm trong bát thánh đạo mình hành tiếp tục cái bát thánh đạo, tức là lợi ích tối thượng đó. Thành ra có những cái đó là mình không có nên dễ vui, mà dễ vui đó. Bởi vì khi mình dễ vui rồi đó, quý vị nên nhớ đó, trước khi mà quý vị đi xuống đó, cái gì xảy ra hãy đọc kinh con rùa đi. Rùa mù trăm năm trồi lên mà trúng được cái cây khúc gỗ đang đô qua trở lại vô cái vòng đó. Một chúng sanh đang rời khỏi khổ, vì thấy nó rùng rợn chưa? Có thể nhiều quý vị không có tin, nhưng chúng tôi chỉ cái quý vị cách so sánh quý vị tin. Trong số quý vị đó, một tháng có bao nhiêu đứa nhỏ ra đời, mà trong một tháng đó những con kiến thôi xung quanh quý vị nó chết bao nhiêu, nước lũng nước đồ người ta đổ này kia nó chết bao nhiêu, không? Rồi nó sanh lên lại bao nhiêu. Nói gì so sánh những đó là nó rất là rung rợn, chứ nó không phải là dễ vui dễ dãi như mình. Sanh làm người đã khó, gặp được Phật pháp cố gắng nên nghĩ lại cái chuyện mình gặp Phật pháp để làm gì. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Điệu Tông đã từ bi giảng giải câu hỏi của đạo hữu, rất là tri ân câu hỏi để cho đạo tràng chúng con được nghe lời nhắc nhở của ngài để chúng con không dễ vui, cố gắng học hỏi theo lời dạy của chư tôn đức đã truyền thừa của lời giáo pháp của Đức Thế Tôn. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân ngài và cảm ơn câu hỏi của đạo hữu. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá và đồng hồ Nhật Quỳnh không còn mấy phút nữa. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng và mời đạo tràng có thể đưa những câu hỏi chết chát hoặc có thể cầm mic để hỏi ngài, để mình không phí thời gian rất là quý báu. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, xả thú mời nguyên nhân. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ Nguyên Như xin kính hỏi ngài, hôm bữa ngài dạy cho tụi con, một lần nữa con xin hỏi về 32 thể trược. Tự có nhiều bạn bạn đạo của con thắc mắc á, là hôm bữa ngài nói là cái thể trược có thể là làm cho mình có cái định tâm là cái samadhi, và làm cho mình có thể có được luôn cái về cái quán thân đó bạch ngài. Và xin ngài có thể còn vài phút cuối ngài có thể giải thích cho đạo tràng và chúng con nghe được thêm về cái chỗ đó. Và con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tổ mẹ, giá kính thưa chư quý vị. 32 thể trược từ bắt đầu bằng kê xã lô ma nó cả thanh xã tà chô đó, tức là đó là một cái bắt đầu của một cái pháp hành mà Đức Phật bắt buộc các vị mà vô giáo pháp này, tu theo giáo pháp này phải học từ đầu. Khi mà đã tụng tuyên ngôn cho quý vị đó thành ông sư rồi đó, thì
cái vị mà thầy Thế Độ đó là dạy cái loại nồi này liền, tức là kê xả lô ma nó khả thanh ta tại chỗ, nhưng mà là đọc đi đọc lại vậy đó. Khi rồi chúng ta có nói đọc được đi đọc lại đọc đi về như thế nào, thì bây giờ quý vị sẽ thấy về kê xả thôi. Thì quý vị khi mà quý vị niệm kê xả kê xả kê xả kê xả, cái tâm quý vị dính trên ngọn tóc từ đầu chân tóc cho tới sát da đầu này kim chùm, đó là cái chuyện, đó là chuyện chi tiết tôi không bàn. Thì trong thời gian nó tùy theo cái năng lực của quý vị, thì cái niêm mít nó phát sinh, nó có thể là màu màu của sợi tóc, màu đen màu đỏ gì không biết, màu của sợi tóc. Thì khi xuất hiện là màu vậy đó, cái màu đó nó gọi là kasina. Casino tức là mình dịch là biến xứ chứ không phải casino. Casino, casino không mệt là biến xứ. Thì nếu mình đi theo cái niêm mít đó thì mình có thể đắc từ sơ thiền tới ngũ thiền. Với casino có thể đắc từ sơ thiền tới ngũ thiền. Nhưng mà mình cũng cây xả đó, nhưng mà cái đó nó phải xanh là cái trạng thái dơ dơ bẩn. Mình gọi là asufa kamma thản, tức là làm cho giờ thấy giờ nhộm gốm này kia sao mà, thì cái đó là asufa kamma thản, tức là giật giật dơ giật hôi thối đó. Thì cái vị đó có thể hành theo cái thiền đó, cái thiền niệm về bất tịnh đó, thì có thể đắc sơ thiền. Nhưng mà cũng cái người đó nếu mà có cái mặt về thiền minh sát đó, khi mà niệm kê xả vậy đó, thì cái trạng thái của cái kê xả là cứng hay mềm nó phát sinh. Mà khi trạng thái cứng hay mềm phát sinh, tức là chất đất đất cứng hay mềm nó phát sinh, mình có khả năng mình theo cái cứng hay mềm như vậy đó, thì đó là đối tượng của thiền minh sát. Và cứng hay mềm là mình thấy cái thực tinh pháp rồi, thì cái nó có đầy đủ và là một mình đi theo cái đó thì có thể đắc đạo quả. Thành ra chỉ có một đối tượng vậy đó, mình có thể mình hành cả thiền minh sát và thiền chỉ được. Mà thiền chỉ thì có thể dính vô hai loại, mà thiền minh sát thì có thể đi direct từ A tới Z được. Mà trong tất cả tứ đại thì thường là có hai cái loại thực tính pháp, nhưng mà mai thì trượt. Nhưng mà cái thường mình theo kinh chỉ điển thì người ta thấy nhiều nhất là thấy chất đất, tức là cái trạng thái cứng hay mềm của nó đó, nhiều dễ nhận hơn. Thành là tùy theo cái ba la mật của mình. Nhưng mà quý vị đừng bao giờ về thử mình, mình nhớ phải có thầy nha. Mới bắt đầu mình nhớ thầy, để trong trường hợp mà mấy cái mà phóng vật hay là hôn trầm thì nghiêng gì nó tung vô thì có người chạy giúp mình, chứ còn nếu không á nó đi xa lắm. Bởi vì thiền vì đi trúng thì bất khả tư nghị, mình đi sai thôi phải nói là hậu quả cũng không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn. Đó là những cái chuyện mà chúng tôi xin đóng góp để cho quý vị có thể dựa vào căn bản đó để tìm một cái hướng đi cho mình nói tương đối nó chính xác. Nam mô Bụt Thà Giả Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thứ Chư Cả Sinh Năng Sinh Ý Trong Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy làm mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cả sinh năng sinh ý trong đạo tràng có khả năng chấm dứt được các pháp ngũ ngầm này. Tham nam mô Bụt Thà Giả, nam mô Tham Ma Giả, nam mô Sang Kha Giả, nam mô Rất Tịnh Đất Tự Giá Xả. Hy vọng là ngài trưởng lão còn ở trong room, chúng tôi xin được phép rời room. Nam mô Bụt Thà Giả. Dạ, sa thú đành thai, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng, để chúng con đến gần với giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo buổi trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi trở lại đạo tràng. Sau khi chúng con sám hối, cung thỉnh ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Thà Giá.
Mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamange na vande hang ba da phang sum wa ruột tam ang buot thể yo kali to do so buot tho kamatu tang ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang thẩm manh cha đu vi thăng qua răng thẩm mê vô khá lý tổ đô sô thẩm mô khá mạch tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sẵn khanh cha đu vi thô tam ăng sẵn khê vô khá lý tổ đô sô sẵn khô khả mạ tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung kính ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúc phúc cho rơm chúng con tròn đủ phước báo và sa thú lành thai. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Sakkattva buddha ratanang o satthang o tamang warang hitang deva manusanang buddha te chena sothinana santu bandhava sambe dukkha vu basamentu te sakkattva. Thammaratanang o satthang o tamang warang barilau basamanang thamma te chena sothinana santu baddhava sambe phayahu basamentu te sakkattvam. Sankharatanang o satthang o tamang warang barilau ahu nay yang bahu nay yang sankhate che na sothina na santu baddha wa sabbe roga vu basamen. Tu te nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sambe buddha balam patta bacce kanan chayang balang arahanta nan tate che narakham phantha misappaso sabbe thammam. Balam banta bacce kanan chayang balang arahanta nan tate che narakham phantha misampaso sambe sangha. Balam banta bacce kanan chayang balang arahanta nan tate che narakham phantha misampaso. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả độ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin ngôi lực vô biên chư toàn giác độc giác và thịnh văn thính chung hộ trì đền tăng ni và thiện nam tín nữ rung Phật giáo nam truyền được an lành tịnh lạc. Sa thu lành thai. Dạ đề quá ta sản ti vi ha ra qua xí ni thụ bê ca rê thụ bê ca rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quán tu bu chi ta so thình ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thệ ra cha mạch cha na qua ca cha phích ha vô xa ra mi ca đa na bát ti u ba sát ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích xa ra sa ba na phụ ta su hi ta pha hoàn tu tệ cha la bu cha ye đi cha an đa sam pha hoa san se đa cha ta a ta vô pha ba ti ca nêu ya ni căng thẩm ma qua răng ba tết cha tê sa bê bi đu kha sa kha ron tu sang kha yang
Tha tu chi răng sa tăng thẩm mơ thẩm ma tha ra cha phục ga la sang go ho tu sa mắt go qua a tha ya cha hi ta ya cha am he ra kha tu sa thẩm mơ sa be bi thẩm ma cha đi nơ vuột thân sam ba bu nại ya ma thẩm ma đi dập ba quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bày cúng dâng rồi xin hầu độ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phụ trợ nhân những người trong khắp thôn lăng kiều cư châu vẫn được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường nọn thai hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng con tân hóa pháp.